Bất bại chiến thần, Dương Thanh. Tập 33. Vẻ mặt Dương Thanh bình tĩnh, khóe môi khẽ mỉm cười, bàn tay đang nắm tay Tống Hoa Nghĩa bỗng dùng sức. Từ nhỏ Tống Hoa Nghĩa đã được cao thủ võ thuật dạy bảo, là cao thủ số 1 số 2 trong thế hệ trẻ ở Yến Đô. Hắn ta lại là cậu chủ nhà họ Tống, dù có người trẻ tuổi khác mạnh hơn cũng không dám thể hiện ra ngoài. Vậy nên Tống Hoa Nghĩa vẫn luôn cho rằng mình mạnh nhất trong thế hệ trẻ. Ngay khi hắn ta định dạy cho Dương Thanh một bài học thì cảm nhận được một sức mạnh khủng bố truyền tới từ tay Dương Thanh. Tống Hoa Nghĩa hốt hoảng, cảm thấy tay mình sắp bị bóp nát. Đồng thời trong lòng cũng dậy sóng, trông Dương Thanh trẻ hơn hắn ta mấy tuổi mà đã có được thực lực mạnh mẽ như vậy. Trước mặt Dương Thanh, hắn ta có cảm giác như đang đối diện với một ngọn núi sừng sững. Cậu Thanh, chúng ta hơi nhiệt tình quá rồi. Tống Hoa Nghĩa cố nén cơn đau trên tay, duy trì nụ cười như gió xuân. Dương Thanh sâu xa nói, dường như anh Nghĩa còn nhiệt tình hơn. Dứt lời, anh buông tay ra. Tần Thanh Tâm đứng bên cạnh không biết gì, chỉ thấy lời hai người nói có hàm ý sâu xa. Tôi muốn mời cậu Thanh ăn cơm, không biết cậu có rảnh không? Tống Hoa Nghĩa cười hỏi. Dương Thanh không hề do dự đáp, thời gian, địa điểm. 7 giờ tối nay ở nhà hàng Kim Thủy Huyền, Tống Hoa Nghĩa nói. Được, tối nay gặp. Dương Thanh gật đầu đồng ý. Lúc này Lạc Bân đã làm xong thủ tục mua mảnh đất ở ngoại ô phía nam kia. Trông thấy Lạc Bân, Tống Hoa Nghĩa ẩn ý nói, xếp Lạc có thể đi theo cậu Thanh đúng là có phúc lớn. Lạc Bân không biết đã xảy ra chuyện gì, tự hào nói, đương nhiên, được đi theo cậu Thanh làm việc là niềm kiêu hãnh của tôi. Tôi đi trước, 7 giờ tối nay ở nhà hàng Kim Thủy Huyền, không gặp không về, Tống Hoa Nghĩa cười nói rồi quay người rời đi. Chủ tịch, tôi để lộ cái gì rồi à? Chờ Tống Hoa Nghĩa đi hẳn, Lạc Bân mới ý thức được, lo lắng hỏi. Dương Thanh gật đầu, hắn ta không biết quan hệ của chúng ta nên mới cố ý thăm dò. Ông nói đi theo tôi làm việc đã để hắn biết hết rồi. Nghe vậy, Lạc Bân áy náy nói, xin lỗi chủ tịch, tôi sai rồi. Dương Thanh hờ hững đáp, không sao, hiện giờ thân phận của tôi không cần phải giấu giếm gì nữa. Đi thôi, nửa tiếng sau, Lạc Bân đưa Dương Thanh và Tần Thanh Tâm tới tầng cao nhất của trụ sở chính tập đoàn Nhạn Thanh. Trên đường đi, nhiều người trông thấy Lạc Bân đi theo sau lưng một đôi nam nữ trẻ tuổi đều vô cùng kinh hãi. Chỉ vị chủ tịch trẻ tuổi đứng sau tập đoàn Nhạn Thanh mới có thể khiến Lạc Bân đối đãi như vậy. Chủ tịch, cuối cùng cũng mua được mảnh đất ở ngoại ô phía nam kia rồi. Kế hoạch xây dựng thành Cửu Châu đã hoàn thành, tôi sẽ thúc đẩy tiến hành dự án nhanh nhất có thể. Sau khi đi vào văn phòng trên tầng cao nhất, Lạc Bân kích động nói. Dương Thanh khẽ gật đầu, tôi rất coi trọng dự án này. Việc xây dựng thành Cửu Châu chính là nhiệm vụ quan trọng nhất của tập đoàn Nhạn Thanh. Lạc Bân lập tức cam đoan, chủ tịch yên tâm, tôi nhất định sẽ xây xong thành Cửu Châu trong vòng 3 năm. Dương Thanh lắc đầu, cái tôi muốn không chỉ là một tòa thành ở ngoại ô phía nam của Yến Đô, mà là 9 tòa thành của 9 thành phố lớn đồng thời được xây dựng. Sau 3 năm, tôi muốn thấy 9 thành Cửu Châu hoàn chỉnh. Lạc Bân giật mình hỏi, chủ tịch, tôi kiến nghị vẫn nên tập trung xây một cái trước, chờ tòa thành ở Yến Đô hoàn thành mới xây tiếp những cái khác. Đồng thời xây dựng cả 9 thành, Dương Thanh kiên định nói. Lạc Bân không ngăn cản nữa, lòng thầm cảm động vì Dương Thanh tin tưởng mới cho ông ta đồng thời xây dựng cả 9 tòa thành. Gánh nặng trên vai ông ta cũng lớn hơn. Ông ta biết một khi thành Cửu Châu được xây xong, trong tương lai sẽ mở rộng ra 9 thành phố lớn. Giá trị của thành Cửu Châu cũng sẽ đạt mức tối đa. Mặc dù Tần Thanh Tâm không biết cụ thể về dự án thành Cửu Châu nhưng cũng nghe ra được đây là một công trình khổng lồ. Cô vô cùng kinh ngạc, giật mình nhận ra Dương Thanh còn giàu có hơn tưởng tượng của mình. Hôm nay vừa mới bỏ ra 7 tỷ để mua miếng đất trăm mẫu ở ngoại ô phía nam, tiếp theo còn muốn xây thành Cửu Châu, còn là 9 tòa thành cùng lúc. Tần Thanh Tâm có thể đoán được sau khi 9 tòa thành được xây xong sẽ gây nên chấn động lớn thế nào. Đến lúc đó, chỉ e giá trị cá nhân của Dương Thanh sẽ lại tăng vọt. Dương Thanh dặn dò Lạc Bân một vài việc rồi mới dẫn Tần Thanh Tâm rời đi. Chồng ơi, hôm nay anh lại dạy em cách nhìn người, còn đưa em tới tập đoàn Nhạn Thanh, bàn bạc về dự án thành Cửu Châu ngay trước mặt em, hẳn là có nguyên nhân phải không? Tần Thanh Tâm đột nhiên hỏi. Dương Thanh cũng không giấu giếm. Gật đầu đáp, em là vợ anh. Tất cả những gì anh đang có đều thuộc về chúng ta.
Vừa rồi em cũng nghe thấy đó, sắp tới Lạc Bân phải phụ trách xây dựng thành Cửu Châu. Anh hy vọng em có thể dần tiếp quản tập đoàn Nhạn Thanh. Sẽ có một ngày anh vẫn phải giao tập đoàn Nhạn Thanh cho em. Dương Thanh nói rất nghiêm túc, hiển nhiên đã tính toán từ lâu. Tần Thanh Tâm rất kinh hãi, không ngờ anh lại muốn cô quản lý tập đoàn Nhạn Thanh. Đối với cô, tập đoàn Nhạn Thanh chính là một con quái vật khổng lồ. Anh đang đùa với em đấy à? Tần Thanh Tâm kinh ngạc nói, em có thể quản lý tốt tập đoàn Tam Hòa đã mãn nguyện lắm rồi. Anh giao tập đoàn Nhạn Thanh cho em sợ sẽ làm hỏng. Đây là thứ duy nhất mẹ để lại cho anh trên thế gian này. Dương Thanh lắc đầu, có anh ở đây, tập đoàn Nhạn Thanh sẽ chỉ ngày càng phát triển. Tài năng kinh doanh của em sẽ giúp tập đoàn thêm lớn mạnh. Thấy dáng vẻ nghiêm túc của Dương Thanh, Tần Thanh Tâm cũng rung động. Thời đại học cô đã có thể tự mình sáng lập tập đoàn Tam Hòa, chứng minh cô rất giỏi kinh doanh. Hơn nữa, cả quá trình cô đều dựa vào sức mình, không có ai nâng đỡ. Tập đoàn Nhạn Thanh là doanh nghiệp hàng đầu quốc gia, có rất nhiều người tài giỏi. Nếu Tần Thanh Tâm đến trụ sở chính làm việc, chắc chắn sẽ ngày càng xuất sắc. Không chỉ em, anh còn định để bố và Tần Y cũng vào làm ở trụ sở chính. Giao tập đoàn Nhạn Thanh cho mọi người, anh mới yên tâm được. Dương Thanh lại nói tiếp. Đối với Tần Thanh Tâm, Tần Đại Dũng và Tần Y là người thân cả đời không thể dứt bỏ. Nếu muốn làm việc ở trụ sở chính đương nhiên phải sinh sống lâu dài ở Yến Đô. Tần Đại Dũng và Tần Y vẫn ở Giang Hải. Bọn họ muốn gặp nhau cũng sẽ rất khó khăn. Tần Thanh Tâm cười híp mắt nhìn Dương Thanh, anh giúp em đoạt lại tập đoàn Tam Hòa, cho Tần Y phụ trách chi nhánh Giang Hải của tập đoàn Nhạn Thanh, lại để bố quản lý công ty vật liệu xây dựng Long Hà chính là đợi ngày này có phải không? Dương Thanh không phủ nhận, cười đáp, ngoại trừ ba người, còn mấy ai anh có thể tin tưởng được. Tần Thanh Tâm cực kỳ cảm động, cô biết Dương Thanh để cả nhà cô vào làm việc ở trụ sở chính là rất tin tưởng bọn họ. Chuyện thuyết phục bố và Tần Y giao cho em nhé, Dương Thanh lại cười nói. Vâng thưa chủ tịch, em xin hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tần Thanh Tâm nghiêm trang nói. Dứt lời, chính cô còn không nhịn được bật cười thành tiếng, Dương Thanh cũng cười. Buổi chiều, Dương Thanh ở nhà nghỉ ngơi với Tần Thanh Tâm. 7 giờ tối, anh đưa cô đến nhà hàng Kim Thủy Uyển. Mặc dù Tống Hoa Nghĩa chỉ mời Dương Thanh nhưng vì an toàn, anh vẫn muốn dẫn Tần Thanh Tâm đi cùng. Nhà hàng Kim Thủy Uyển là nhà hàng 5 sao cao cấp nhất của Yến Đô. Khi Dương Thanh và Tần Thanh Tâm đến nơi, trước cổng nhà hàng đã xếp đủ loại xe sang. Cậu Thanh, cô Tâm, hai người vừa xuống xe đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Chính là Tống Hoa Nghĩa cũng vừa xuống xe. Chỉ là hắn ta không hề tới một mình, sau lưng còn có mấy người nam nữ trẻ tuổi đi theo. Dương Thanh khẽ gật đầu coi như chào hỏi. Cậu Thanh chính là cao thủ tôi muốn giới thiệu cho mọi người. Tống Hoa Nghĩa mỉm cười giới thiệu với nhóm nam nữ trẻ tuổi kia. Trong thế hệ trẻ ở Yến Đô, thực lực của anh Nghĩa mạnh nhất. Ai dám xưng cao thủ trước mặt anh chứ? Một chàng trai buộc tóc đuôi gà cười nói. Phải đó, với thực lực của anh Nghĩa, ai dám tự xưng cao thủ, những người khác nhau nhau nịnh nọt. Tống Hoa Nghĩa lắc đầu cười nói, mấy người đúng là ếch ngồi đáy giếng. So với cậu Thanh tôi đây chẳng là gì đâu. Dứt lời, hắn ta lập tức nói tiếp, được rồi, đừng nói nữa, chúng ta vào trong đã. Hắn ta dẫn mọi người đi vào nhà hàng. Giữa phòng VIP rộng lớn là một chiếc bàn xoay cỡ lớn. Tính cả Dương Thanh và Tần Thanh Tâm thì trong phòng có 8 người. Những người Tống Hoa Nghĩa dẫn tới đều rất thân thiết với hắn ta, nếu không sao lại được hắn ta mời cơm. Nào, tôi kính mọi người một ly trước. Tống Hoa Nghĩa rất lịch sự, cậu chủ nhà giàu nhưng không hề kiêu ngạo, chủ động đứng dậy rót rượu. Đám người trẻ tuổi kia như đã thành thói quen, không ai tranh mời. Thấy vậy, ấn tượng của Dương Thanh về Tống Hoa Nghĩa thay đổi rất nhiều. Ngoại trừ lúc ở buổi đấu giá, Tống Hoa Nghĩa dùng sức thăm dò anh khi bắt tay, hắn ta vẫn chưa làm gì quá đáng, thái độ rất nho nhã. Sau 3 lần rượu, mọi người trò chuyện sôi nổi hẳn lên. Dương Thanh cứ tưởng những người Tống Hoa Nghĩa dẫn tới đều là con cháu nhà quyền thế, nhưng sau khi nói chuyện mới biết không phải, thậm chí còn có người là trẻ mồ côi. Điều này nằm ngoài dự đoán của Dương Thanh. Dường như đây thực sự chỉ là một bữa cơm bình thường, chứ ăn uống trò chuyện thì không còn gì khác. Dương Thanh vốn muốn phát triển quy mô tập đoàn Nhạn Thanh,
Tống Hoa Nghĩa lại là cậu chủ nhà họ Tống. Nếu hai người thật sự có thể làm bạn, nhà họ Tống cũng là một đối tác không tệ. Vậy nên anh mới nhận lời mời cơm của Tống Hoa Nghĩa. Thế nhưng hình như anh hiểu sai rồi, đây chỉ là một bữa cơm đơn thuần. Cậu Thanh, cô Tâm, hôm nay tôi rất vui vì có thể quen biết hai người. Xin kính hai người một ly. Tống Hoa Nghĩa đứng dậy, cầm ly rượu tới trước mặt Dương Thanh và Tần Thanh Tâm, cười nói. Lát nữa vợ tôi còn phải lái xe, tôi uống thay cô ấy. Dương Thanh cũng cười đáp. Tống Hoa Nghĩa sảng khoái nói, thế tôi phải kính cậu Thanh hai chén mới được. Dương Thanh chưa kịp trả lời, hắn ta đã uống cạn một chén rồi lại tự rót đầy thêm chén nữa. Uống với Dương Thanh xong, hắn ta mới về chỗ mình, lại trò chuyện với mấy người bạn kia. Anh Nghĩa, anh mới là người có tư cách trở thành người thừa kế nhà họ Tống. Em thấy không phục thay anh. Lúc này người đàn ông để tóc dài tên Lý Vạn Phúc đột nhiên giận dữ nói. Lý Vạn Phúc, anh im đi. Anh Nghĩa đã dặn không được nhắc tới chuyện này, sao anh còn nhắc hả? Một người khác tên là Vương Siêu cả giận chỉ vào Lý Vạn Phúc. Tôi đang bất bình thay cho anh Nghĩa mà. Lý Vạn Phúc kích động nói, bao nhiêu năm nay, anh Nghĩa đã làm bao nhiêu chuyện cho nhà họ Tống. Thế mà bây giờ anh ấy lại bị bài xích khỏi trung tâm quyền lực của gia tộc. Theo tôi, đám người nhà họ Tống kia đúng là có mắt như mù. Chẳng phải vì xuất thân của anh Nghĩa không tốt nên mới vùi dập anh ấy sao? Anh Nghĩa, nhà họ Tống đã vô tình, anh cũng không cần phục vụ họ nữa. Với tài năng của anh rời khỏi nhà họ Tống cũng có thể làm nên sự nghiệp lẫy lừng. Mọi người đều ủng hộ anh. Tống Hoa Nghĩa lắc đầu cười khổ, tôi là người nhà họ Tống, dù có bị bài xích khỏi trung tâm quyền lực cũng không thay đổi được gì. Hơn nữa, kể cả tôi thực sự muốn rời đi, nhà họ Tống sẽ để tôi đi sao? Đã là người của gia tộc, được gia tộc che chở thì phải phục tùng gia tộc. Lý Vạn Phúc còn định nói gì thêm nhưng lại bị Vương Siêu vội vàng nói lảng sang chuyện khác, con mẹ nó Lý Vạn Phúc, anh còn nợ tôi 300.000 đấy, bao giờ mới chịu trả nợ? Mẹ nó, có 300.000 thôi, ông đây thiếu chút tiền đó sao? Rõ ràng Lý Vạn Phúc đã uống quá chén, giọng nói cũng lè nhè. Không thiếu thì trả nhanh lên, Vương Siêu giơ tay đòi tiền. Ông đây có tiền cũng không thèm trả cho cậu, cho đồ kiệt sỉ nhà cậu tức chết, Lý Vạn Phúc vô lại nói. Vương Siêu tức giận quay sang nhìn Tống Hoa Nghĩa, anh Nghĩa xem tên chết tiệt này đi, có tiền còn không chịu trả em. Anh phải làm chủ cho em đấy. Tống Hoa Nghĩa bất lực nói, Vạn Phúc, ngày mai cậu trả tiền đi. Anh Nghĩa, em không có tiền. Lý Vạn Phúc vừa huênh hoang nói có tiền lập tức cầu xin. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ha 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 ha. Những người khác cười phá lên. Tống Hoa Nghĩa cũng lắc đầu bất lực. Thấy bọn họ trò chuyện vui vẻ, Dương Thanh cũng bất giác mỉm cười. Anh rất thích loại cảm giác này, giống như lúc ở biên giới phía Bắc, mọi người trêu chọc nhau nhưng tình cảm rất khăng khít. Bữa cơm bắt đầu lúc 7 giờ đến tận 10 giờ hơn mới kết thúc. Sau khi Tống Hoa Nghĩa tiễn mọi người lên xe rời đi mới cười khổ nói, chỉ khi ở cùng bọn họ mới có thể quên hết phiền não. Dứt lời, hắn ta đưa cho Dương Thanh một điếu thuốc. Dương Thanh khẽ lắc đầu, tôi không hút thuốc lá. Tống Hoa Nghĩa nhìn anh với vẻ mặt quái dị, cậu đúng là một người kỳ lạ. Dương Thanh không hút, hắn ta bèn cất thuốc đi. Cậu Thanh, hôm nay đến đây thôi, ngày khác chúng ta lại hẹn gặp. Tống Hoa Nghĩa cười nói, tôi cũng phải về nhà đi ngủ rồi. Nói xong, hắn ta vẫy tay với Dương Thanh rồi quay người đi tới xe của mình. Người này thật thú vị, Dương Thanh cười nói. Tần Thanh Tâm gật đầu, em vốn tưởng anh ta mời anh ăn cơm vì có chuyện muốn nhờ, không ngờ lại chỉ là một bữa cơm đơn thuần. Dương Thanh cũng gật đầu đáp, anh cũng nghĩ vậy. Xem ra anh ta chỉ muốn làm quen với anh. Được rồi, chúng ta cũng đi thôi. Cùng lúc đó, trong chiếc xe sang trọng của Tống Hoa Nghĩa còn có một người trung niên. Người đó đột nhiên lên tiếng, cậu Nghĩa, cậu ta đồng ý giúp cậu không? Loại người này chỉ có thể dùng mưu, không thể cưỡng ép. Vừa rồi Tống Hoa Nghĩa còn ngà ngà say, giờ đây lại vô cùng tỉnh táo, ánh mắt lóe sáng. Người trung niên nhíu mày, một thằng con rơi bị gia tộc Vũ Văn vứt bỏ cũng cần cậu Nghĩa cẩn thận vậy sao? Tống Hoa Nghĩa gật đầu, một thằng con rơi nhưng lại đoạt được tập đoàn Nhạn Thanh từ tay gia tộc Vũ Văn, bản thân còn là một cao thủ. Ông nghĩ người như vậy có thể đơn giản được sao? Nghe Tống Hoa Nghĩa phân tích,
Người trung niên nghiêm giọng hỏi, chẳng lẽ cậu Nghĩa cũng không phải đối thủ của cậu ta? Có lẽ người khác không biết rõ thực lực của Tống Hoa Nghĩa mạnh cỡ nào, nhưng ông ta biết rất rõ. Tống Hoa Nghĩa là thiên tài võ thuật nổi danh Yến Đô, vô địch trong thế hệ trẻ. Vậy mà giờ đây một thằng con rơi lại mạnh hơn cả hắn ta. Ông ta không khỏi kinh hãi. Trong 5 năm cậu ta biến mất không hề có tin tức gì. Nếu tôi đoán không sai, 5 năm ấy hẳn là cậu ta đang ở chiến trường. Chỉ có chiến trường mới có thể tôi luyện người bình thường thành cao thủ mạnh như vậy. Tống Hoa Nghĩa nói, với thực lực này cậu ta chắc chắn không phải hạng người vô danh trong quân đội. Không phải ông có người quen trong quân đội đấy sao? Nghĩ cách điều tra tất cả mọi chuyện liên quan tới Dương Thanh cho tôi. Dương Thanh không ngờ Tống Hoa Nghĩa đang điều tra mình, nhưng dù có biết anh cũng sẽ không quan tâm. Trừ khi là người có thể tiếp xúc tới cấp bậc của anh, nếu không có tra đến mấy cũng chỉ nhận được đáp án cơ mật. Quan hệ của Tống Hoa Nghĩa rộng tới đâu cũng không thể tra ra được thân phận thực sự của Dương Thanh. Vừa về tới nhà, Tần Thanh Tâm đã gọi video cho Tần Y. Mẹ ơi! Màn hình điện thoại lập tức xuất hiện một gương mặt bầu bĩnh đáng yêu. Hai ngày nay con có nghe lời dì Út không? Gặp được con gái, Tần Thanh Tâm dịu dàng mỉm cười, ánh mắt tràn đầy nhớ mong. Mặc dù cô mới tới Yến Đô hai ngày nhưng đây là lần đầu tiên cô ở xa Tiêu Tiêu lâu như vậy. Con nghe lời mà. Tiêu Tiêu vội vàng đáp, cô bé cũng rất vui vì được gặp mẹ. Nghe lời là tốt, đợi bố mẹ làm xong việc ở đây sẽ về với con, được không? Tần Thanh Tâm cười nói. Tiêu Tiêu gật đầu đáp, bố mẹ cứ yên tâm. Con lớn rồi, sẽ không gây phiền phức cho bố mẹ. Bố mẹ hãy yên tâm làm việc. Thấy con gái hiểu chuyện như vậy, Tần Thanh Tâm rất mừng. Tiêu Tiêu có nhớ bố không nào? Lúc này, Dương Thanh vừa ra khỏi nhà tắm, bật cười đi tới trước điện thoại. Bố ơi! Tiêu Tiêu trông thấy Dương Thanh, kích động kêu lên một tiếng mới nói con nhớ bố lắm. Nghe vậy, Dương Thanh rất vui vẻ. Hai vợ chồng trò chuyện với Tiêu Tiêu một lát mới dặn cô bé rửa mặt chuẩn bị đi ngủ. Tần Y xuất hiện trong màn hình, cười nói chị, anh rể, Tiêu Tiêu ngoan lắm. Thực ra từ hôm qua sau khi tan học, thấy hai người không ở nhà, con bé đã rất nhớ hai người. Đến lúc đi ngủ, con bé mới nói cho em biết mình nhớ bố mẹ, nhưng lại kiên cười nói bố mẹ đang bận rộn công việc, con bé sẽ không trách hai người. Nghe Tần Y nói thế, hai vợ chồng lập tức cảm thấy áy náy và tự trách. Được rồi, anh chị cũng đừng trưng ra vẻ mặt có lỗi như vậy nữa. Được làm con gái của hai người, Tiêu Tiêu đã rất hạnh phúc rồi. Tần Y không muốn hai vợ chồng tăng thêm gánh nặng, cười nói, mới hai ngày không gặp thôi mà. Sau này Tiêu Tiêu đi học đại học rồi lập gia đình, chẳng lẽ anh chị không sống nổi nữa sao? Mặc dù Tần Y đang an ủi Dương Thanh và Tần Thanh Tâm nhưng hai người vẫn cảm thấy rất khó chịu. Được rồi mà, trông anh chị đau lòng chưa kìa. Không nói về Tiêu Tiêu nữa, chúng ta nói chút chuyện vui đi. Tần Y vội vàng nói lảng sang chuyện khác, chi nhánh Giang Hải của tập đoàn Nhạn Thanh đã nắm giữ hầu hết toàn bộ việc kinh doanh của hai tỉnh Giang Bình và Nam Dương rồi. Tuy chỉ là chi nhánh nhưng lợi nhuận đã chiếm 1/5 của cả tập đoàn. Cứ theo tốc độ phát triển này, chẳng mấy chốc chi nhánh này sẽ trở thành một doanh nghiệp hàng đầu. Hay là anh rể thành lập một công ty mới đi, em giúp anh quản lý. Dương Thanh cười hỏi, em thích quản lý vậy sao? Tần Y đắc ý nói, đương nhiên, anh không nhìn xem em là ai hả? Hiện giờ em chính là tổng giám đốc xinh đẹp nhất Giang Nam. Chị em chỉ mới nhất Giang Hải thôi, đẳng cấp của em cao hơn nhiều. Rất nhiều người gọi chung hai tỉnh Giang Bình và Nam Dương là Giang Nam. Tần Thanh Tâm tức giận nói, giờ thì em giỏi rồi, chị cũng không sánh bằng. Ha ha, mọi người cười phá lên. Anh vốn còn lo giao Giang Hải cho em phụ trách liệu có gây ra áp lực quá lớn cho em hay không. Xem ra anh nghĩ nhiều rồi, Dương Thanh cười nói. Sao có thể chứ, em còn đang chê tính khiêu chiến quá thấp đây, Tần Y kiêu ngạo nói. Nào ngờ, Dương Thanh lại nói tiếp, vậy thì anh quyết định mời em và bố, cả Tâm nữa cùng tới trụ sở chính của tập đoàn Nhạn Thanh giúp đỡ anh. Hai người mau chóng tìm kiếm người quản lý thay thế cho mình đi. Dương Thanh quyết định dứt khoát. Anh rể, em chỉ nói vậy thôi. Anh không cần để thỏa mãn ham muốn quản lý của em mà dung túng em như vậy. Lỡ em đem lòng yêu anh thì biết ăn nói với chị em thế nào. Tần Y nửa kinh ngạc nửa đùa giỡn nói. Tần Thanh Tâm trừng mắt,
em mà cướp được, chị tặng không cho em. Tần Y cười xấu xa, vậy em không khách sáo nữa đâu, ha ha. Tần Thanh Tâm và Tần Y rất thân thiết, đùa giỡn kiểu này không hề ảnh hưởng tới tình cảm của hai người. Nói đùa là nói đùa, nhưng vừa nãy là anh nghiêm túc đấy. Em nói lại với bố một tiếng đi, mau chóng chuyển giao công việc chuẩn bị tới trụ sở chính của tập đoàn Nhãn Thanh làm việc. Dương Thanh không yên lòng, lại dặn dò thêm một câu. Anh yên tâm, em đoán trước sẽ có ngày này nên đã bồi dưỡng người nối nghiệp từ trước rồi. Chỉ cần anh không có ý kiến, em có thể bàn giao lại công việc bất cứ lúc nào. Tần Y cũng trở nên nghiêm túc. Dương Thanh gật đầu, người do em chọn, đương nhiên là anh yên tâm. Hai chị em lại rảnh rỗi hàn huyên một lúc. Dương Thanh đi gọi điện thoại, ông sắp xếp cho tôi 3 chức vụ quản lý cao cấp. Vâng thưa chủ tịch. Lạc Bân còn nói thêm, chủ tịch, tôi có chuyện cần báo với cậu, Tống Hoa Nghĩa của nhà họ Tống đang điều tra cậu. Dương Thanh cau mày, tuy không quan tâm nhưng bị người ta điều tra vẫn khiến anh không vui. Theo dõi anh ta, Dương Thanh hờ hững nói. Vâng. Một đêm trôi qua trong yên bình. Sáng sớm hôm sau Tần Thanh Tâm đã rời nhà. Mặc dù cô đã quyết định vào tập đoàn Nhãn Thanh nhưng tập đoàn Tam Hòa vẫn là công ty do một tay cô sáng lập. Lần này cô tới Yến Đô vốn là để khai thác thị trường ở đây. Dù có vào làm trong tập đoàn Nhãn Thanh, cô cũng phải sắp xếp xong việc của tập đoàn Tam Hòa. Dương Thanh tới tập đoàn Nhãn Thanh. Trong văn phòng của Tổng Giám Đốc ở tầng cao nhất, Lạc Bân đưa cho Dương Thanh một tập tài liệu, chủ tịch. Đây là giấy bổ nhiệm tôi lập ra trên danh nghĩa trụ sở chính. Cậu xem có vấn đề gì không, chỉ cần cậu ký vào là có thể gửi đi bất cứ lúc nào. Dương Thanh đọc qua một lượt, thoáng chốc cau mày. Thấy vậy, Lạc Bân bỗng thấy căng thẳng. Ai nói với ông là tôi muốn giáng chức ông? Dương Thanh bỗng ngẩng đầu nhìn Lạc Bân, vẻ mặt bực bội, tiện tay xé tập tài liệu thành từng mảnh. Chủ tịch, tôi... Lạc Bân hoảng sợ muốn giải thích. Lại nghe thấy Dương Thanh nói, tôi đã nói với ông từ đầu, tôi đã cho ông làm tổng giám đốc tập đoàn Nhãn Thanh tức là tin tưởng ông. Đây là do ông dùng năng lực và lòng trung thành của mình đổi lấy. Hơn nữa, có bao giờ tôi coi ông là thuộc hạ chưa? Tôi bảo ông sắp xếp 3 chức vụ quản lý cao cấp cũng không phải để giáng chức ông. Bây giờ ông là tổng giám đốc tập đoàn Nhãn Thanh, sau này cũng vậy. Thấy bộ dạng hoảng sợ của Lạc Bân, Dương Thanh không đành lòng khiển trách. Thái độ mềm mỏng hơn rất nhiều, từ lúc tôi bảo ông đến Yến Đô, tôi đã coi ông là anh em của mình. Nghe thấy thế, Lạc Bân cảm động đỏ bừng hai mắt, nhất là câu nói coi là anh em của Dương Thanh khiến ông ta suýt bật khóc. Lạc Bân cảm động nói, cảm ơn chủ tịch. Đối với Lạc Bân, Dương Thanh thật lòng cảm kích. Trong mấy tháng anh trở về, dù phái ông ta tới chi nhánh Giang Hải của tập đoàn Nhãn Thanh hay tập đoàn Thành Hà của Châu Thành, mạo hiểm tính mạng tới trụ sở chính của tập đoàn Nhãn Thanh, Lạc Bân đều chưa từng oán hận. Không chỉ vậy, ông ta còn làm rất tốt, Dương Thanh chưa từng phải phiền lòng. Được rồi, sau này không cần cung kính với tôi vậy đâu. Tôi không phải quái vật, còn sợ tôi ăn thịt ông à. Dương Thanh cười nói. Lạc Bân cười ngây ngô một tiếng, Thanh thật nói, tôi biết chủ tịch xem trọng tôi, nhưng tôi vẫn muốn để vợ cậu làm tổng giám đốc tập đoàn Nhãn Thanh. Dù thế nào cô ấy cũng là vợ cậu, chịu sự quản lý của tôi không thích hợp cho lắm. Có gì không thích hợp? Dương Thanh sụ mặt nói, cô ấy là vợ tôi nhưng chưa chắc đã có tài kinh doanh bằng ông. Nếu có ngày cô ấy lập được công lao lớn hơn ông, tôi sẽ không hề do dự để cô ấy thay thế ông. Dù thế nào cô ấy cũng là người mới đến. Nếu để mọi người trong công ty biết nhờ tôi nên cô ấy mới được làm tổng giám đốc, ông nghĩ họ sẽ nhìn nhận cô ấy như thế nào? Lạc Bân sững sờ, không hề nghĩ tới chuyện này. Nghe Dương Thanh nói vậy, ông ta mới vỡ lẽ. Đến lúc đó, người khác không dám công khai nói gì nhưng chắc chắn sẽ chửi bới Tần Thanh Tâm sau lưng cô. Tôi hiểu rồi chủ tịch, cậu yên tâm, tôi biết nên làm thế nào, Lạc Bân nghiêm túc nói. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Dương Thanh hỏi, làm xong thủ tục của mảnh đất đấu giá thành công hôm qua chưa? Lạc Bân vội gật đầu đáp. Đã hoàn thành thủ tục rồi, tiếp đến là bản thiết kế hoàn chỉnh của thành Cửu Châu. Lúc tôi học tiến sĩ, giáo sư của tôi là chuyên gia trong lĩnh vực kiến trúc. Tôi định hôm nay sẽ tìm bà ấy bàn chuyện xây dựng thành Cửu Châu. Nếu bà ấy chịu làm, thành Cửu Châu nhất định sẽ trở thành công trình kiến trúc nổi tiếng đáng để ghi vào sử sách. Mỗi lần nhắc tới thành Cửu Châu, Lạc Bân đều cực kỳ kích động.
Dương Thanh gật đầu, nếu có thể mời được giáo sư của ông tới thì không gì tốt hơn. Sau một hồi suy tư, anh bỗng nói, thế này đi, tôi sẽ đi theo ông đến gặp vị giáo sư ấy. Nghe vậy, Lạc Bân mừng rỡ, vội nói, nếu cậu có thể đích thân đi gặp giáo sư, nhất định bà ấy sẽ rất vui. Bởi vì giấc mơ của bà ấy là có thể xây dựng được một tòa thành mang đặc sắc của Chiêu Châu. Sau khi bàn bạc kỹ càng với Lạc Bân, Dương Thanh hiểu thêm nhiều về chuyên gia kiến trúc nổi tiếng trong nước này. Đối phương tên là Đỗ Tĩnh Thù, năm nay 70 tuổi nhưng vẫn kiên trì dạy học ở Đại học Yến Đô. Lạc Bân gọi cho Đỗ Tĩnh Thù trước, hẹn gặp ở Đại học Yến Đô. 11 rưỡi trưa, Lạc Bân dẫn Dương Thanh tới trường Đại học Yến Đô. Ông đặt cơm trước chưa? Dương Thanh đột nhiên lên tiếng. Lạc Bân hẹn Đỗ Tĩnh Thù gặp nhau lúc 12 giờ trưa. Bởi vì bà ấy rất phản cảm với việc đi trễ nên hai người mới đến Đại học Yến Đô sớm hơn nửa tiếng. Lạc Bân lắc đầu đáp, giáo sư Đỗ vô cùng ghét phô trương lãng phí, chỉ dốc lòng nghiên cứu kiến trúc. Đối với bà ấy, một ngày ba bữa chỉ cần đủ ăn đủ uống là được. Dương Thanh cười nói, giáo sư Đỗ thật có cá tính. Lạc Bân gật đầu, hiện giờ có rất ít giáo sư không ham công danh lợi lộc, chỉ một lòng say mê học thuật như vậy. Trong lòng Lạc Bân, giáo sư Đỗ là một trong những người ông ta kính trọng nhất. Đại học Yến Đô rất rộng. Khi hai người tới được tòa dạy học của ngành kiến trúc vừa kịp 12 giờ, tiếng chuông tan học cũng reo lên. Ngay sau đó, một bà cụ đầu tóc bạc trắng mặc một chiếc áo len đan tay màu xám, đeo một cặp kính lão gọng vàng bước ra, tay còn kẹp một cuốn sách. Cả người tràn đầy hơi thở của tri thức. Giáo sư Đỗ, Lạc Bân cung kính gọi một tiếng, vội vàng bước tới. Dường như giáo sư Đỗ rất thận trọng trong giao tiếp, chỉ gật đầu lạnh nhạt đáp, tới rồi hả? Giáo sư Đỗ, xin giới thiệu với cô, cậu ấy là chủ tịch tập đoàn Nhạn Thanh, cũng là sếp của em, Dương Thanh. Lạc Bân lập tức giới thiệu. Dương Thanh khẽ mỉm cười bước tới, chào giáo sư Đỗ. Chỉ một câu chào hỏi đơn giản, không còn gì khác. Trước khi hai người tới gặp giáo sư Đỗ, Lạc Bân đã nói cho Dương Thanh biết về tính cách của bà ấy. Nhiều lời sẽ khiến giáo sư Đỗ khó chịu. Giáo sư Đỗ không hề đáp lại Dương Thanh, chỉ nhàn nhạt nhìn anh một cái, vẻ mặt không vui nói với Lạc Bân, cậu dẫn người tới tìm tôi có chuyện gì? Lạc Bân sợ giáo sư Đỗ tức giận, vội vàng nói, giáo sư còn nhớ thành Cửu Châu không? Nghe thấy Lạc Bân nhắc tới ba chữ này, sắc mặt giáo sư Đỗ hòa hoãn hơn nhiều, ánh mắt phức tạp. Đương nhiên còn nhớ, xây dựng một tòa thành Cửu Châu là ước mơ cả đời của tôi. Nhưng có lẽ đời này không có cơ hội, giáo sư Đỗ cảm thán. Lạc Bân nói tiếp, em nói với chủ tịch về kế hoạch thành Cửu Châu, cậu ấy rất hài lòng, đã quyết định đầu tư số vốn khổng lồ để xây dựng. Cậu nói thật chứ? Giáo sư Đỗ còn đang thất vọng tràn trề lập tức kích động bắt lấy tay Lạc Bân. Lạc Bân gật đầu đáp, thật ạ, mới hôm qua chúng em đã mua một mảnh đất rộng 100 mẫu ở ngoại ô phía nam. Bây giờ chỉ cần chờ bản vẽ thiết kế thành Cửu Châu hoàn thành là có thể bắt tay vào xây dựng. Trong vòng 3 năm, không chỉ xây một tòa ở Yến Đô mà là 9 tòa thành Cửu Châu ở 9 thành phố lớn. Hôm nay chúng em tới đây là muốn mời giáo sư đích thân thiết kế kiến trúc của thành Cửu Châu. Lạc Bân càng nói càng xúc động. Được được được, bây giờ chúng ta tới ngoại ô phía nam luôn đi. Giáo sư Đỗ cực kỳ kích động, không thiết ăn uống, muốn đi thẳng tới ngoại ô phía nam. Giáo sư, người là sắt cơm là thép, đợi cô ăn chưa xong, chúng ta cùng đi, Lạc Bân khuyên nhủ. Nào ngờ giáo sư Đỗ dứt khoát lắc đầu thúc giục, đợi lát nữa đi ngang qua quầy ăn vặt mua bữa mấy món ăn là được. Cứ tới ngoại ô phía nam xem mảnh đất kia trước đã. Rõ ràng giáo sư Đỗ đã đồng ý phụ trách dự án thành Cửu Châu. Lạc Bân biết tính cách bà ấy, không thuyết phục nữa mà nói với Dương Thanh, chủ tịch, cậu đưa giáo sư lên xe trước. Tôi đi mua mấy suất cơm rồi tới sau. Được, ông đi đi, Dương Thanh đáp. Lạc Bân vội vàng chạy tới sạp bánh cuốn gần đó, còn Dương Thanh dẫn giáo sư Đỗ tới bãi đỗ xe. Khi hai người vừa tới bãi đỗ xe, Lạc Bân đã thở hồng hộc mua xong 3 suất bánh cuốn tới. Nửa tiếng sau, 3 người đặt chân tới ngoại ô phía nam. Sau khi xuống xe, giáo sư Đỗ kích động nhìn vùng đất rộng lớn trước mắt. Các người là ai? Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Một người đàn ông trung niên mặc vest đi tới, nhíu mày nói, nơi này đã được vương tộc tiếp quản, các người còn không mau cút đi.
Cách đó không xa có một chiếc Rolls Royce màu đen đỗ lại, xung quanh có 8 gã áo đen cao to lực lưỡng. Khí thế trên người bọn họ đều rất khủng bố, có thể đoán được thân phận của người trong xe vô cùng cao quý. Dương Thanh nhíu mày, đất của Dương Thanh tôi mà vương tộc cũng dám tiếp quản sao? Nghe thấy hai chữ vương tộc, Lạc Bân rất kinh ngạc. Trong mắt ông ta, 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô đã là gia tộc mạnh nhất, còn vương tộc và hoàng tộc là những thứ vô cùng xa vời. Thế mà giờ đây, người của vương tộc lại xuất hiện. Nhưng ông ta càng hoảng sợ hơn khi thấy Dương Thanh dám lớn lối trước mặt người của vương tộc như vậy. Người trung niên đến từ vương tộc nghe Dương Thanh nói thế, sững sờ tưởng mình nghe nhầm. Ở Chiêu Châu, dù là một con chó của vương tộc cũng được người ta đối xử cẩn thận. Nhóc con, mày nói gì đấy? Ông ta xa sầm mặt, ánh mắt tràn ngập uy hiếp, tao cho mày nói lại lần nữa. Bốp! Ông ta vừa dứt lời đã thấy có một bóng đen ập tới, ngay sau đó bị tát bay ra xa mấy mét. Một con chó cũng dám sủa loạn trước mặt tôi sao? Dương Thanh bình thản nhìn người trung niên ngã lăn lóc trên mặt đất. Lạc Bân đứng cạnh Dương Thanh chố mắt ra, người của vương tộc lại bị anh một tát đánh bay. Đám vệ sĩ áo đen đứng quanh chiếc Rolls Royce kia lập tức chú ý tới bọn họ. Cửa kính ghế sau đột nhiên bị kéo xuống. Vì khoảng cách quá xa nên Lạc Bân không nhìn thấy người bên trong xe. Nhưng ngay khi cửa kính hạ xuống, một gã vệ sĩ áo đen lập tức tiến tới, dường như người trong xe đang ra lệnh gì đó. Gã vệ sĩ kia lập tức đi về phía họ. Giờ phút này, Lạc Bân chỉ cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, sợ hãi run rẩy. Vương tộc là gia tộc quyền thế trấn thủ cả một vùng đất lớn. Dù là gia tộc yếu nhất trong 4 vương tộc cũng có thể tiêu diệt 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô chỉ với một cái phất tay. Vậy mà Dương Thanh không hề e sợ quái vật khổng lồ ấy. Mày dám đánh tao sao? Mày chết chắc rồi. Người trung niên bị Dương Thanh đánh bay bò lồm cồm dậy, dữ tợn nhìn anh như đang nhìn một người chết. Dương Thanh không thèm nhìn ông ta, quay sang nói với Lạc Bân đang ngơ ngác, ngẩn người ra đó làm gì. Mau đi theo giáo sư Đỗ đi. Giáo sư Đỗ vừa xuống xe, trông thấy mảnh đất rộng lớn đã kích động đi thẳng vào trong. Vâng. Lạc Bân giật mình bừng tỉnh, vội vàng gật đầu định đuổi theo giáo sư Đỗ, lại lo lắng nhắc nhở chủ tịch, người của vương tộc không đơn giản. Dương Thanh lạnh lùng nhìn Lạc Bân, ánh mắt hơi thất vọng, từ ngày đầu tiên ông đi theo tôi đã nói cả Chiêu Châu này chẳng có gia tộc nào xứng để tôi phải kiêng dè rồi. Lạc Bân chỉ cảm thấy đầu óc nổ ầm. Bỗng thấy hối hận khi nghe thấy lời nói bá đạo và ánh mắt thất vọng của Dương Thanh. Quả thực từ ngày ông ta đi theo Dương Thanh, chưa có chuyện gì anh không giải quyết được. Tôi sai rồi. Lạc Bân cúi đầu, áy náy nói. Dương Thanh khẽ lắc đầu, đi đi. Lúc này Lạc Bân mới vội vàng đuổi theo giáo sư Đỗ. Gã vệ sĩ áo đen cũng đã chạy tới trước mặt Dương Thanh. So với cơ thể lực lưỡng của đối phương, trông Dương Thanh hơi nhỏ gầy. Danh con. Mày có biết bọn tao là ai không mà dám ra tay hả? Gã vệ sĩ hung ác nhìn chằm chằm Dương Thanh, lớn tiếng chất vấn. Người trung niên cũng đi tới, nửa mặt trái sưng vù, nghiến răng nghiến lợi nói, nó dám sỉ nhục vương tộc, cậu giết nó đi. Gã vệ sĩ áo đen cau mày hỏi, mày dám sỉ nhục vương tộc sao? Các người chưa đủ tư cách nói chuyện với tôi. Cho các người một phút cút khỏi đây, tôi sẽ coi như không có gì xảy ra, Dương Thanh lạnh giọng nói. Mày biết mày đang làm gì không? Sắc mặt gã vệ sĩ tối sầm, nhèo mắt nói, mày đang khiêu khích vương tộc, thế lực khổng lồ chỉ coi mày bằng con kiến. Danh con, tao thấy mày trẻ tuổi ngông cuồng, có thể tha cho mày một con đường sống, đi đi. Dương Thanh cau mày hỏi, mày không nghe rõ lời tao nói à? Cái gì? Gã vệ sĩ áo đen nghệt mặt ra, chẳng lẽ không phải gã ta đang uy hiếp Dương Thanh sao? Sao giờ lại biến thành Dương Thanh uy hiếp gã ta? Thằng danh, mày muốn chết hả? Vệ sĩ áo đen không giận mà bật cười, trong mắt tràn đầy sát khí. Dương Thanh bỗng thấy bất lực, anh đã cho những người này cơ hội, tại sao họ không biết trân trọng? Anh dứt khoát không thèm để ý nữa, quay lưng đi tới chỗ giáo sư Đỗ và Lạc Bân. Danh con chết đi. Dường như gã vệ sĩ áo đen kia chỉ biết nói câu này. Nổi giận gầm lên rồi xông thẳng về phía Dương Thanh. Tốc độ của gã ta cực nhanh, nháy mắt liền vọt tới sau lưng Dương Thanh, bàn tay nắm chặt chợt mở ra, chộp vào đầu Dương Thanh. Vèo! Tốc độ và sức mạnh của gã ta đều rất khủng bố, còn mang theo tiếng xé gió. Mày chết chắc rồi!
Người trung niên vừa bị Dương Thanh tát bay thấy vậy, dữ tợn lẩm bẩm như đã thấy cảnh anh bị đánh chết. Tuy ông ta không phải dòng chính của vương tộc nhưng cũng là một con chó bên người dòng chính vương tộc, chủ của tám gia tộc đứng đầu Yến Đô thấy ông ta cũng phải cung kính tiếp đón. Vậy mà giờ đây ông ta lại bị một thằng nhóc chưa đến 30 tuổi tát bay. Chỉ một giây sau, nụ cười trên mặt ông ta lập tức cứng đờ, ánh mắt kinh hãi, vẻ mặt khó tin. Rõ ràng vừa nãy ông ta trông thấy vệ sĩ đã chộp vào đầu Dương Thanh, nhưng chớp mắt một cái, tất cả đều thay đổi. Tay của vệ sĩ áo đen bị Dương Thanh bắt lấy. Gã vệ sĩ áo đen biết Dương Thanh có thể tát bay người trung niên, thực lực sẽ không tầm thường nhưng không ngờ tốc độ phản ứng và sức mạnh của anh lại kinh người tới vậy. Gã ta bị Dương Thanh bắt lấy cổ tay, cố sức giãy giụa vẫn không thoát ra được. Buông ra! Vệ sĩ áo đen nghiến răng nói. Vừa rồi mày dùng đòn chí mạng định giết tao nhỉ? Vậy thì tao phế mày cũng không quá đáng đâu nhỉ? Dương Thanh tự biên tự diễn. Sắc mặt vệ sĩ trắng bệch, gã ta đã biết Dương Thanh muốn làm gì. Răng rắc! Gã ta vừa nghĩ đến khả năng này, cổ tay bỗng truyền tới tiếng xương gãy, đồng thời bàn tay bị bẻ ngoặt 90 độ. Cùng lúc đó cơn đau nhói mãnh liệt tràn ra toàn bộ cánh tay. Mày dám bẻ tay tao? Gã vệ sĩ áo đen khó tin hỏi. Nỗi đau gãy tay khiến toàn thân gã ta run rẩy, mồ hôi ướt nhẹp. Không hổ là cao thủ được vương tộc bồi dưỡng, dù bị bẻ gãy tay vẫn có thể nhẫn nhịn không kêu ra tiếng. Dương Thanh không hề ngạc nhiên, chỉ lạnh lùng nhìn đối phương, mày nên cảm thấy may mắn vì giáo sư Đỗ đang ở đây, nếu không sẽ không chỉ đơn giản bẻ một bàn tay như vậy đâu. Dứt lời, anh quay lưng đi về phía giáo sư Đỗ. Người trung niên đến từ vương tộc kia sợ xanh mặt, tôi rất ghét cái miệng của ông. Lúc đi ngang qua ông ta, Dương Thanh bỗng dừng bước, bình thản nói. Mày muốn thế nào, người trung niên rất sợ hãi. Dương Thanh mỉm cười, không có gì, chỉ muốn tát ông thôi. Mày! Ông ta chưa nói hết câu, Dương Thanh đã giơ tay. Bốp! Cái tát lần này còn vang dội hơn lần trước. Cơ thể nặng 80 cân của người trung niên bay ngược ra như con diều đứt dây, còn kèm theo mấy chiếc răng nhuốm máu bay ra ngoài. Rầm! Ông ta ngã lăn ra xa mười mấy mét, lúc rơi xuống đất đã bất tỉnh nhân sự. Vẻ mặt của gã vệ sĩ áo đen cực kỳ khó coi, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Một người chưa đến 30 tuổi lại có thể tát bay người trưởng thành ra xa mười mấy mét, còn dễ dàng bẻ gãy tay gã ta. Người như vậy sao có thể là kẻ tầm thường? Dù ở trong vương tộc cũng không có người trẻ tuổi nào mạnh như vậy. Gã vệ sĩ áo đen không dám tiếp tục dây dưa, quay về bên cạnh chiếc Rolls Royce, khom người nói với cửa sổ xe được hạ xuống, cậu Huy, đối phương không đơn giản. Để đảm bảo an toàn, tôi đề nghị hãy rời đi trước. Trong xe im lặng thật lâu mới có một giọng nói kiêu căng vang lên, tôi là dòng chính vương tộc Cửu Châu, sao lại phải né tránh kẻ khác? Cửa xe được mở ra, một bóng người trẻ tuổi bước xuống. Một người đàn ông chừng 30 tuổi, gương mặt điển trai, nếu ở trong giới giải trí chắc chắn sẽ là thần tượng có giá trị nhan sắc cực cao. Không chỉ có ngũ quan xuất chúng, dáng người cũng rất đẹp. Anh ta chăm chú nhìn vùng đất ngoại ô phía nam trước mặt, ánh mắt dần trở nên sắc bén, tôi muốn xây một tòa trang viên cao cấp ở đây. Dường như trong mắt anh ta, mảnh đất này đã là tài sản riêng, không thèm coi Dương Thanh ở cách đó không xa ra gì. Tôi cũng muốn nhìn xem rốt cuộc là kẻ nào dám đánh người của Tào Huy này. Dứt lời, người trẻ tuổi ấy cất bước đi về phía Dương Thanh. Tám gã vệ sĩ áo đen vội vàng theo sát. Giáo sư cảm thấy xây thành Cửu Châu ở đây thế nào? Thấy vẻ kích động của giáo sư Đỗ, Lạc Bân đắc ý hỏi. Giáo sư Đỗ lớn tiếng cười, tốt, rất tốt, cực kỳ tốt. Dù ở góc độ phong thủy hay vị trí địa lý và chất đất, mảnh đất này đều rất phù hợp để xây thành Cửu Châu. Tốt quá rồi, bây giờ tôi sẽ về dọn đồ rồi đóng quân ở đây, buổi chiều bắt đầu tiến hành đo đạc thực địa. Sau đó lập tức bắt đầu thiết kế thành Cửu Châu. Giáo sư Đỗ kích động nói. Dương Thanh và Lạc Bân đều vô cùng ngạc nhiên, không ngờ giáo sư Đỗ gấp gáp tới mức muốn bắt đầu đo đạc vẽ bản đồ ngay từ chiều nay. Giáo sư, việc đo đạc vẽ bản đồ cứ giao cho tổ dự án làm đi, sao cô phải khổ cực như vậy, Lạc Bân vội nói. Giáo sư Đỗ lắc đầu đáp, tổ dự án là tổ dự án, tôi là tôi. Thành Cửu Châu là ước mơ của tôi nhất định phải tự tay làm. Vậy cô xem thế này có được không?
Em sẽ cho người cất một căn nhà nhỏ ở đây để cô ở trước đã, Lạc Bân lại nói tiếp. Giáo sư Đỗ tức giận mắng, từ bao giờ cậu thích lắm lời như vậy? Tôi dựng một cái lều vải là có thể làm việc được. Cậu không cần nói nhiều, tôi quyết định rồi. Nghe vậy, Lạc Bân chỉ có thể từ bỏ việc thuyết phục, bất đắc dĩ nhìn sang Dương Thanh. Cậu đánh người của tôi đấy à? Đúng lúc này, một giọng nói trẻ tuổi bỗng nhiên vang lên. Một người đàn ông trẻ tuổi mặc quần áo xa xỉ đi tới, sau lưng còn có 8 gã vệ sĩ áo đen đi theo. Anh ta chính là dòng chính của nhà họ Tào, một trong các vương tộc Chiêu Châu, Tào Huy. Khi Dương Thanh nhìn Tào Huy, anh ta cũng đang đánh giá Dương Thanh, ánh mắt lộ vẻ trêu tức. Nhưng Dương Thanh chỉ lạnh nhạt nhìn anh ta một cái, lên tiếng nói, người do tôi đánh, anh muốn thế nào? Tào Huy sững sờ, không ngờ có người dám lớn lối trước mặt mình như thế. Anh ta nhanh chóng phản ứng lại, có lẽ đối phương còn chưa biết thân phận của mình. Thế là anh ta chủ động giới thiệu, tôi họ Tào, tên Huy, người của vương tộc. Cậu đánh người của tôi, có phải nên chịu trách nhiệm không? Tào Huy giới thiệu xong lại chất vấn. Ông đưa giáo sư Đỗ đi trước đi, Dương Thanh dặn dò Lạc Bân. Tuy Lạc Bân rất sợ nhưng vẫn vội vàng gật đầu, chuẩn bị đưa giáo sư Đỗ rời đi. Không được tôi cho phép, ai dám rời khỏi đây? Tào Huy nhìn chằm chằm Dương Thanh, lạnh giọng nói. Mấy gã vệ sĩ áo đen lập tức bao vây Lạc Bân và giáo sư Đỗ. Các người muốn làm gì? Giáo sư Đỗ chưa từng gặp phải chuyện này, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ. Lạc Bân cũng thấp thỏm lo âu, lúc này chỉ có thể hy vọng vào Dương Thanh. Bà già kia câm miệng lại cho tôi. Một gã vệ sĩ áo đen giơ tay định tát giáo sư Đỗ. Nhưng đúng lúc đó, Dương Thanh còn đang đứng trước mặt Tào Huy đột nhiên biến mất. Sau khi Tào Huy lấy lại tinh thần, anh đã chắn trước người giáo sư Đỗ, bắt lấy tay của gã vệ sĩ kia. Nhóc con dám ngăn cản tao sao? Gã vệ sĩ hung dữ hỏi. Uỳnh! Dương Thanh lười nói chuyện, giơ chân đá bay gã ta. Tiếng động thật lớn vang lên, thân thể gã vệ sĩ bị đạp bay ra xa mấy mét. Giờ phút này, tất cả đều sợ ngây người, con người Tào Huy đột nhiên co rút. Vệ sĩ bên người anh ta đều có thực lực mạnh mẽ. Vậy mà lúc này lại bị một người trẻ tuổi đá bay. Trước đó còn một gã vệ sĩ khác bị Dương Thanh bẻ gãy cổ tay. Ngoài ra, trợ lý của anh ta cũng bị Dương Thanh tát bay, bây giờ vẫn còn đang hôn mê. Quan trọng là, đối phương đã biết thân phận của anh ta nhưng vẫn dám ra tay. Rõ ràng không hề nể mặt anh ta. Giáo sư Đỗ cũng bị dọa ngây người. Khi thấy Dương Thanh che chắn trước người mình, bà ấy mới bất sợ. Đưa giáo sư Đỗ rời đi. Dương Thanh ra lệnh lần nữa. Lạc Bân sững sờ trong giây lát, vội vàng kéo giáo sư Đỗ đi mất. Có một gã vệ sĩ áo đen định ngăn cản, Dương Thanh vừa bước tới liền hoảng hốt nhìn chằm chằm Dương Thanh. Thực lực của anh đã dọa sợ bọn họ, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. 8 gã vệ sĩ, bây giờ 2 tên đã mất sức chiến đấu. 6 tên còn lại cũng không dám ra tay. Lúc này, sắc mặt Tào Huy cực kỳ khó coi, nhèo mắt nói, cậu là ai? Anh chưa có tư cách biết tôi là ai. Dương Thanh lạnh lùng nhả ra một câu, quay lưng đi về phía Lạc Bân và giáo sư Đỗ. Tôi cho phép cậu đi chưa? Tào Huy cắn răng nói. Hiện giờ Tào Huy đang cực kỳ tức giận, anh ta nhìn chúng mảnh đất này từ rất lâu rồi, nếu không vì bỏ lỡ hội đấu giá làm gì đến phiên kẻ khác. Hôm nay mới có thời gian tới Yến Đô, chuẩn bị chiếm lấy mảnh đất này, nào ngờ lại gặp phải một người trẻ tuổi không biết tốt xấu. Quan trọng là, thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, liên tiếp đánh 3 người của anh ta. Nghe thấy tiếng hét giận dữ của Tào Huy, Dương Thanh dừng bước quay lại, châm chọc hỏi, anh nghĩ có thể giữ tôi lại được sao? Bên người Tào Huy chỉ còn lại 6 tên vệ sĩ, nhưng sức chiến đấu Dương Thanh vừa thể hiện đã dọa sợ bọn họ. Họ biết rõ dù cả 6 cùng xông lên cũng không phải đối thủ của Dương Thanh. Tào Huy cũng bị tức giận làm mờ mắt, nghe lời Dương Thanh nói mới nhớ lại anh vừa dễ dàng đánh bại 2 gã vệ sĩ bên người mình, giật mình nhận ra anh không hề dễ đối phó. Mảnh đất này bị cậu mua rồi à? Tào Huy phản ứng rất nhanh, bớt kiêu ngạo, trầm giọng hỏi. Không sai, Dương Thanh thành thật đáp. Nghe nói cậu mất 7 tỷ mới mua được mảnh đất này. Bây giờ tôi trả cậu 8 tỷ, cậu bán mảnh đất này cho tôi đi. Tào Huy đề nghị. Dương Thanh nhìn anh ta với ánh mắt quái dị. Vừa rồi anh ta còn rất phách lối,
trở mặt nhanh vậy sao? Không bán. Dương Thanh lạnh nhạt trả lời. 9 tỷ, Tào Huy cắn răng nói tiếp. Dương Thanh lắc đầu cười nhạt một tiếng, lười đáp lại. 10 tỷ, Tào Huy tiếp tục tăng giá. Nếu mảnh đất này được người khác mua nhất định sẽ đồng ý nhượng lại cho Tào Huy với giá 10 tỷ. Dù sao giá khởi điểm của nó chỉ có 2 tỷ, nếu tính theo giá thị trường, bỏ ra 5 tỷ để khai thác hầu như không có lợi nhuận gì. Bán mảnh đất này đi với giá 10 tỷ còn có lời hơn bọn họ tự mình khai thác. Nhưng Dương Thanh không phải người bình thường, mảnh đất này trong tay anh sẽ không chỉ có giá trị 10 tỷ. Tào Huy bực nhất là mình đã tăng thêm 3 tỷ mà Dương Thanh vẫn từ chối. Cậu đừng có quá đáng. Tào Huy nổi giận, nghiến răng nghiến lợi nói, giá trị cao nhất của mảnh đất này chỉ đến 5 tỷ là cùng. Tôi cho cậu 10 tỷ là đã tăng gấp đôi, cậu vẫn chưa biết đủ à? Đừng quên, tôi thay mặt Vương tộc tới mua mảnh đất này. 10 tỷ là mức giá cao nhất Vương tộc có thể đưa ra. Nếu cậu bán cho Vương tộc sẽ trở thành bạn tốt của Vương tộc. Nếu cậu không bán sẽ là kẻ địch của Vương tộc, chắc hẳn cậu biết hậu quả nghiêm trọng thế nào rồi. Trong mắt Tào Huy tràn đầy uy hiếp, giọng điệu phách lối. Là đời sau của Vương tộc, bá đạo mới phù hợp với khí chất của anh ta. Dương Thanh không giận chỉ cười đáp, kẻ địch à, tùy anh. Dứt lời, anh quay lưng rời đi. Vẻ mặt Tào Huy lập tức cứng đờ. Không ngờ mình đã tăng thêm 3 tỷ mua lại mảnh đất ở ngoại ô phía nam này mà Dương Thanh vẫn không chịu bán. Càng không ngờ Dương Thanh không thèm nể mặt Vương tộc, thậm chí còn không sợ bị uy hiếp. Lần này, anh ta không ngăn cản, trơ mắt nhìn Dương Thanh đi mất. Điều tra cho tôi xem cậu ta là ai, dám coi thường uy nghiêm của Vương tộc. Đến khi Dương Thanh lên xe, Tào Huy mới nghiến răng nói. Xin lỗi giáo sư Đỗ, để bà đợi lâu rồi. Sau khi lên xe, Dương Thanh xin lỗi giáo sư Đỗ. Bà ấy khẽ lắc đầu, lo lắng hỏi, mảnh đất này không có vấn đề gì chứ? Bà cứ yên tâm, mảnh đất này được tôi mua trong hội đấu giá hợp pháp. Nếu bà lo lắng có thể lên trang web chính phủ tra cứu chủ sở hữu hiện giờ của mảnh đất này. Dương Thanh khẽ cười nói. Lạc Bân vội lên tiếng, giáo sư yên tâm, chính em và chủ tịch đấu giá được mảnh đất này, tuyệt đối không có vấn đề gì. Nghe vậy, giáo sư Đỗ mới yên tâm nào, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hết lo, đắc tội Vương tộc cũng không phải chuyện tốt. Hai người phải cẩn thận. Cảm ơn giáo sư nhắc nhở. Bà yên tâm, tôi sẽ xử lý tốt chuyện này, Dương Thanh cam đoan. Xe phóng nhanh về nhà giáo sư Đỗ theo yêu cầu của bà ấy. Bà ấy đã quyết định thu dọn đồ đạc rồi buổi chiều lập tức tới mảnh đất ở ngoại ô phía nam kia dựng lều ở tạm. Trên đường về. Dương Thanh dặn dò, dù thế nào cũng phải đảm bảo việc ăn uống ngủ nghỉ của giáo sư Đỗ. Bây giờ ông về công ty sắp xếp trước đi. Giáo sư Đỗ đã kiên quyết đến đó vào hôm nay thì chiều nay cho tổ dự án tới phối hợp làm việc với bà ấy luôn đi. Vâng. Lạc Bân vội đáp. Dương Thanh không về tập đoàn Nhạn Thanh mà về thẳng nhà. Còn sự uy hiếp của Vương tộc, anh chẳng thèm quan tâm. 7 giờ tối, Tần Thanh Tâm mới mệt mỏi về tới nhà. Thấy vợ cực khổ như vậy, Dương Thanh rất đau lòng. Hay là bàn giao công việc cho người khác, chúng ta về hưu dưỡng lão, anh đưa em đi du lịch thế giới. Dương Thanh xoa huyệt thái dương cho Tần Thanh Tâm, dịu dàng nói. Tần Thanh Tâm trợn mắt nhìn anh, tức giận nói, còn chưa tới 30 tuổi anh đã muốn về hưu rồi sao? Không phải chúng ta đã độc lập tài chính rồi à? Sao còn phải khổ cực như vậy? Dương Thanh cười nói. Không được đâu. Nếu nghỉ hưu sớm như vậy, sau này về già chúng ta sống kiểu gì? Tần Thanh Tâm hỏi. Anh đi nhảy quảng trường với em, Dương Thanh cười đáp. Tần Thanh Tâm ghét bỏ nói, em không thèm nhảy quảng trường với anh đâu. Hai người nói chuyện phiếm một hồi, Tần Thanh Tâm chợt nói, đúng là có quan hệ cái gì cũng dễ dàng. Bây giờ em đã hợp tác với cả nhà họ Hoàng và nhà họ Tôn rồi. Nếu anh không ngại. Em còn có thể hợp tác với nhà họ Diệp và gia tộc Vũ Văn. Đến khi tập đoàn Tam Hòa gia nhập thị trường Yến Đô là có thể lập tức hợp tác với 4 gia tộc đứng đầu Yến Đô này. Em tin chẳng mấy chốc, tập đoàn Tam Hòa cũng có thể đuổi kịp tập đoàn Nhạn Thanh vươn lên đứng đầu Yến Đô. Tần Thanh Tâm càng nói càng hưng phấn. Dương Thanh cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Kỳ thực anh không muốn thấy cô vất vả như vậy. Bây giờ anh đã có đủ nhiều,
chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc với cô. Nhưng rõ ràng Tần Thanh Tâm đang tràn đầy hy vọng về công việc, anh không đành lòng dập tắt lòng nhiệt huyết của cô. Đương nhiên anh sẽ không để ý, bọn họ có thể hợp tác với tập đoàn Tam Hòa là phúc của bọn họ, Dương Thanh nói. Tần Thanh Tâm trợn mắt nhìn anh, đối với cô, tập đoàn Tam Hòa chỉ là một doanh nghiệp nhỏ, được hợp tác với các gia tộc đứng đầu Yến Đô đã là lời to. Cô không biết nếu thân phận thực sự của Dương Thanh lộ ra ánh sáng, sẽ không chỉ có 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, thậm chí cả gia tộc hàng đầu thế giới cũng sẽ chủ động đề nghị hợp tác với Dương Thanh. Hai người đang nhàn hạ nghỉ ngơi, chuông điện thoại của Dương Thanh chợt reo lên. Trông thấy số gọi tới, anh khẽ nhíu mày. Chồng à, điện thoại từ ai thế? Sao anh không nghe? Thấy Dương Thanh không nghe, Tần Thanh Tâm ngờ vực hỏi. Là Tống Hoa Nghĩa. Dương Thanh trả lời rồi mới bấm nghe. Giọng nói quen thuộc lập tức vang lên trong ống nghe, cậu Thanh, mau ra đây đi, tôi đang ở trước nhà cậu, để tôi dẫn cậu đến chỗ này vui lắm. Nghe thấy thế, Dương Thanh nhíu mày. Anh cũng không nói địa chỉ của mình cho Tống Hoa Nghĩa, nhưng đối phương vẫn biết anh đang ở đâu, rõ ràng đã điều tra anh rồi. Tối nay tôi có việc, không đi đâu, Dương Thanh lạnh nhạt nói. Cậu Thanh, cậu làm thế là không nghĩa khí chút nào. Tôi đã tới tận cửa nhà cậu rồi, còn đang định giới thiệu mấy người bạn cho cậu nhân dịp này nữa, Tống Hoa Nghĩa cười nói. Dương Thanh thoáng do dự rồi đáp, được, bây giờ tôi ra đây. Anh cũng muốn xem rốt cuộc đối phương định giở trò gì. Ừ, tôi chờ cậu ở ngoài nhé, Tống Hoa Nghĩa nói rồi cúp máy. Chồng, anh lại chuẩn bị ra ngoài à? Tần Thanh Tâm ở ngay bên cạnh Dương Thanh nên cũng nghe thấy hết nội dung cuộc gọi. Dương Thanh gật nhẹ đầu, em ở nhà một mình không sao chứ? Em không sao, anh mau đi đi, để em gọi video cho Tiêu Tiêu, Tần Thanh Tâm mỉm cười. Dương Thanh vừa ra khỏi nhà đã trông thấy một chiếc Pagani Automobili màu đen, Tống Hoa Nghĩa đang tựa vào xe, hút thuốc. Thấy Dương Thanh xuất hiện, hắn ta vội bước lên trước, cười nói, cậu Thanh, tôi tới thẳng nhà cậu để tìm cậu thế này, cậu sẽ không để bụng chứ? Dương Thanh lạnh nhạt nhìn Tống Hoa Nghĩa rồi nói, tôi không thích người khác điều tra tôi. Nghe thấy thế, Tống Hoa Nghĩa hơi sững sờ, vội giải thích, cậu Thanh đừng hiểu lầm, căn biệt thự mà cậu đang ở thuộc sự quản lý của nhà họ Tống, vì giá cao quá, mãi vẫn không bán được, nên cậu vừa mua, tôi đã biết là cậu luôn. Dương Thanh gật nhẹ đầu, không xoắn suýt về chuyện này nữa, theo Tống Hoa Nghĩa lên xe, anh định đi đâu? Tống Hoa Nghĩa không gọi tài xế mà tự lái xe. Hắn ta nở nụ cười thần bí, đừng vội, cậu cứ đến là biết mà. Xe chạy băng băng, Tống Hoa Nghĩa cũng không hống hách như đám con cháu của các gia tộc quyền thế khác, lái xe rất nghiêm túc, không lạng lách hay vượt đèn đỏ. 20 phút sau, xe chậm rãi dừng trước cửa một club. Club Hoàng Kim. Sau khi xuống xe, Dương Thanh trông thấy mấy chữ lớn trên bảng hiệu đèn LED. Đây là club cao cấp hàng đầu Yến Đô, hạng mục giải trí nào cũng có. Cậu đừng khinh thường club nhỏ này, nghe nói lợi nhuận của nó hàng năm đều hơn chục tỷ đấy. Chỉ riêng tấm thẻ hội viên Chí Tôn trong tay tôi thôi, mỗi năm đã tốn tới 50 triệu phí hội viên rồi. Trong 8 gia tộc lớn ở Yến Đô, gần như nhà nào cũng có 4, 5 tấm thẻ hội viên Chí Tôn như thế. 8 nhà đó đóng cho club này khoảng 2 tỷ phí hội viên. Đây mới chỉ là hội viên cấp cao nhất, phía dưới còn có hội viên cấp bậc khác, số phí mà họ phải đóng hàng năm cũng rất nhiều, cho dù chỉ là hội viên thanh đồng thấp nhất thì mỗi năm cũng phải đóng tận 5 triệu đấy. Tống Hoa Nghĩa vừa giải thích vừa chờ Dương Thanh cùng đi vào club. Nghe thấy Tống Hoa Nghĩa nói thế, trong mắt Dương Thanh lóe lên vẻ kinh ngạc. Không ngờ club này lại kiếm được lợi nhuận hơn chục tỷ mỗi năm, đúng là đáng kinh ngạc. Không thể không thừa nhận. Lời Tống Hoa Nghĩa nói đã khiến Dương Thanh tò mò về club này. 8 nhà quyền thế ở Yến Đô cứ thế để yên cho club này kiếm tiền à, Dương Thanh ngờ vực hỏi. Tống Hoa Nghĩa mỉm cười, nếu tôi nói, cả 8 nhà đó gộp lại cũng không dám đắc tội với chủ của club này thì sao? Nghe thấy thế, Dương Thanh càng thêm kinh ngạc. Rõ ràng Tống Hoa Nghĩa đang nói thật. Bằng không, sao một club kiếm được hơn chục tỷ mỗi năm có thể tồn tại ở Yến Đô chứ? Trong lúc nói chuyện, hai người đã tới cửa club Hoàng Kim. Sau khi Tống Hoa Nghĩa lấy thẻ Chí Tôn ra,
một cô gái xinh đẹp mặc vest lập tức đích thân tiếp đón họ. Cho hỏi hai vị muốn lên tầng mấy. Cô ta dẫn hai người tới một căn phòng nhỏ, mỉm cười chuyên nghiệp. Cậu Thanh, chúng ta đi tắm hơi trước nhé, Tống Hoa Nghĩa hỏi. Dương Thanh mỉm cười, khách nghe theo chủ, anh cứ sắp xếp là được. Được, vậy lên tầng 8 đi, Tống Hoa Nghĩa nói. Vâng, thưa anh Tống, cô gái xinh đẹp kia cung kính nói. Ngay khi cô ta vừa dứt lời, Dương Thanh bỗng cảm nhận được căn phòng nhỏ mà họ đang đứng bắt đầu đi lên. Bây giờ Dương Thanh mới biết nơi trông như một căn phòng nhỏ này lại là thang máy. Khi Tống Hoa Nghĩa nói muốn lên tầng 8, cô gái xinh đẹp kia chỉ đáp một tiếng, sau đó thang máy tự động đi lên. Dương Thanh không thấy cô ta ấn phím thang máy, cũng không thấy cô ta cầm điều khiển từ xa. Rõ ràng trong thang máy này có lắp camera, đồng thời có người chuyên trực sẵn để chấp hành mệnh lệnh trong thang máy bất cứ lúc nào. Thang máy nhanh chóng lên đến tầng 8. Tôi sẽ chờ ở đây, có việc gì thì hai anh cứ gọi ạ, cô gái xinh đẹp mỉm cười. Ừ, Tống Hoa Nghĩa nói rồi dẫn Dương Thanh vào trong. Tầng 8 lớn như thế mà chỉ có mỗi Dương Thanh và Tống Hoa Nghĩa, cộng thêm cô gái xinh đẹp đang đứng chờ ở cửa thang máy. Tầng 8 thực sự chỉ đơn giản là một nhà tắm khổng lồ. Cậu Thanh, cậu đừng thấy ở đây có mỗi hai chúng ta, chỉ cần cậu nói một câu, sẽ có người tới phục vụ ngay. Hơn nữa toàn là các cô gái xinh đẹp tuyệt trần, đến từ khắp nơi trên thế giới đấy. Tống Hoa Nghĩa cười gian, nhìn Dương Thanh, cậu Thanh có nhu cầu về mặt này không nhỉ? Dương Thanh lắc đầu, tôi không cần đâu, anh cứ tự nhiên. He he, vậy tôi không khách khí nữa nhé. Tống Hoa Nghĩa cười nói rồi lên tiếng, cho hai cô nàng đến từ đảo quốc đi. Hắn ta vừa dứt lời, tiếng bước chân bỗng vang lên, ngay sau đó. Hai cô gái xinh đẹp có mái tóc đen dài, không mặc đồ mỉm cười bước tới. Cậu Thanh, cậu cứ tự nhiên, cần gì thì nói là được, tôi vào trong thư giãn một chút đây. Tống Hoa Nghĩa kéo một cô gái, cười híp mắt. Hắn ta nói rồi vội vàng dẫn hai cô gái kia vào phòng trong, không đợi Dương Thanh đáp lời. Những âm thanh không phù hợp với trẻ con nhanh chóng vang lên. Dương Thanh làm như không nghe thấy gì, khoan khoái ngâm mình trong nước nóng. Đến giờ, anh vẫn chưa biết Tống Hoa Nghĩa dẫn anh tới đây để làm gì, cứ chờ là được. Nửa tiếng sau, Tống Hoa Nghĩa bước ra ngoài với vẻ chưa thỏa mãn lắm, mỉm cười, cậu Thanh, để tôi dẫn cậu qua chỗ khác. Chuyện xảy ra sau đó lại thay đổi nhận định của Dương Thanh về Club Hoàng Kim. Ở tầng 8 còn có một tủ đồ hiệu, quần áo trong đó đều là hàng quốc tế, hơn nữa còn mới toanh. Nếu bán trên thị trường, có lẽ giá của một bộ đồ thế này phải từ 6 con số trở lên, không ngờ club này lại cung cấp cho hội viên miễn phí. Nhưng khi nghĩ đến phí hội viên cao ngất, Dương Thanh cũng có thể hiểu được. Anh bỗng hiểu tại sao phí hội viên chí tôn hàng năm ở đây lại lên đến 50 triệu. Tiếp đến, Tống Hoa Nghĩa dẫn Dương Thanh đi thêm mấy nơi, hạng mục giải trí ở các tầng gần như không trùng lặp. Theo lời Tống Hoa Nghĩa, cấp hội viên càng cao thì đãi ngộ ở club Hoàng Kim càng tốt. Hơn nữa cũng có thể vào nhiều nơi hơn. Giờ để tôi dẫn cậu đi gặp một người bạn. Sau khi đi dạo hết mấy tầng, rốt cuộc Tống Hoa Nghĩa cũng dẫn Dương Thanh đến gặp người kia. Điều khiến Dương Thanh bất ngờ chính là lần này thang máy không tiếp tục đi lên mà xuống thẳng tầng thấp nhất. Tống Hoa Nghĩa, cậu cũng kiêu thật đấy, để chúng tôi chờ lâu quá nhỉ. Họ vừa ra khỏi thang máy, một giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên. Nghe thấy giọng nói này, Dương Thanh lập tức nhíu mày, vì anh biết ai đang lên tiếng. Dương Thanh. Thấy Dương Thanh đi sau Tống Hoa Nghĩa, con người đối phương lập tức co lại, có vẻ kinh hãi. Vũ Văn Bân, mày trốn kỹ nhỉ? Sát khí lóe lên trong mắt Dương Thanh. Anh không ngờ hôm nay lại gặp được Vũ Văn Bân ở nơi này. Từ khi Vũ Văn Bân được người khác cứu lần trước, anh vẫn luôn tìm kiếm tung tích của anh ta, nhưng lâu như thế mà vẫn không có manh mối. Lúc này, sau lưng Vũ Văn Bân còn có một người quen khác, chính là lão già đã cứu anh ta hôm đó. Rõ ràng Vũ Văn Bân và lão già kia cũng không ngờ Dương Thanh sẽ xuất hiện ở đây. Ngay khi thấy Dương Thanh, trong mắt lão già mặc sườn xám nam tràn ngập vẻ nghiêm nghị. Cậu Bân, cậu cũng quen cậu Thanh à? Tống Hoa Nghĩa kinh ngạc hỏi. Đâu chỉ quen chứ? Vũ Văn Bân hơi híp mắt, trong mắt lóe lên sát khí dữ dội.
Tuy Dương Thanh cũng muốn giết Vũ Văn Bân nhưng rõ ràng đây không phải nơi để ra tay. Vì anh đã cảm nhận được sự tồn tại của mấy người cũng mạnh ngang ngửa lão già mặc sườn xám nam này. Nếu đã biết Vũ Văn Bân đang ở đây, anh có rất nhiều cơ hội để ép hỏi Vũ Văn Bân về bí mật liên quan tới mẹ. Nếu đã quen rồi thì tôi không giới thiệu nữa nhé. Tống Hoa Nghĩa cười nói. Tiếp đến, hắn ta nói với Dương Thanh, cậu Thanh, đây là nơi thú vị nhất lắp hoàng kim, tôi tin chắc cậu sẽ rất thích nơi này. Dương Thanh không nói gì, anh đang tức giận vì bị Tống Hoa Nghĩa tính kế. Anh không tin Tống Hoa Nghĩa thực sự không biết thân phận của anh, nếu hắn ta biết điều đó thì cũng phải nắm rõ quan hệ giữa anh và Vũ Văn Bân rồi. Nhưng Tống Hoa Nghĩa vẫn dẫn anh tới đây, rõ ràng muốn xem anh và Vũ Văn Bân đánh nhau. Dương Thanh, mày biết nơi này là đâu không? Mày dám tới đây, không sợ chết ở đây luôn à? Vũ Văn Bân híp mắt, nói bằng giọng điệu đe dọa. Dương Thanh cười lạnh, nếu tao muốn đi, ai có thể ngăn tao chứ? Đúng là vẫn ngông cuồng như trước, tao thừa nhận mày rất mạnh, nhưng hình như ở Club Hoàng Kim cũng có không ít cao thủ như mày đâu, Vũ Văn Bân nói. Thế à, Dương Thanh cười lạnh. Kẻ thù gặp nhau, hết sức tức giận. Nhưng Dương Thanh đã che giấu sát khí của mình rất kỹ, còn Vũ Văn Bân thì không bình tĩnh được đến vậy. Khi thấy Dương Thanh, anh ta chỉ muốn ra tay luôn. Vũ Văn Bân, cậu coi tôi như không khí đấy à? Tống Hoa Nghĩa bỗng bước lên trước, không còn khách khí với Vũ Văn Bân mà lạnh lùng hỏi. Tống Hoa Nghĩa, đây là ân oán giữa tôi và Dương Thanh, tôi khuyên cậu đừng nên nhúng tay làm gì, bằng không đến lúc rước họa vào thân, liên lụy nhà họ Tống thì lợi bất cập hại đấy. Vũ Văn Bân cười híp mắt, hình như không hề lo ngại gì. Tống Hoa Nghĩa hơi nheo mắt, cậu đang đe dọa tôi ư? Đe dọa á? Vũ Văn Bân cười ha hả, nếu cậu nghĩ thế thì chính là đe dọa. Hay, hay lắm. Chẳng những Tống Hoa Nghĩa không giận mà còn mỉm cười, Vũ Văn Bân, tôi tốt bụng giới thiệu Dương Thanh cho cậu, không ngờ cậu lại đối xử với bạn tôi như thế, nếu đã vậy, tình bạn giữa chúng ta cũng nên chấm dứt thôi. Tống Hoa Nghĩa, cậu là cái thá gì? Cậu có tư cách làm bạn với tôi chắc? Vũ Văn Bân cười lạnh, nếu cậu muốn che chở thằng nhãi đó thì cứ chờ chết chung với nó đi. Cậu! Tống Hoa Nghĩa tức điên, thằng hèn không dám về gia tộc như cậu mà cũng dám đe dọa tôi à? Vũ Văn Bân khinh thường nhìn Tống Hoa Nghĩa rồi lập tức quay sang Dương Thanh. Dương Thanh, mày có gì muốn nhắn nhủ thì nên trăng trối sớm đi. Bằng không, sau tối nay, mày sẽ hết cơ hội đấy. Anh ta nói rồi quay người rời đi. Lão già đã cứu Vũ Văn Bân hôm đó cũng đi theo anh ta nốt. Mẹ nó chứ, đen thật. Tống Hoa Nghĩa tức giận nói. Cậu Thanh, thực sự xin lỗi cậu, tôi không ngờ cậu lại quen với Vũ Văn Bân, còn có thù hận sâu sắc, nếu biết trước, chắc chắn tôi sẽ không dẫn cậu đi gặp cậu ta, Tống Hoa Nghĩa vội giải thích. Không thể không thừa nhận, Tống Hoa Nghĩa diễn rất tốt, ít nhất Dương Thanh vẫn chưa tìm ra bất kỳ sơ hở nào, như thể hắn ta thực sự không biết quan hệ giữa anh và Vũ Văn Bân. Nhưng Dương Thanh không hiểu, tại sao Tống Hoa Nghĩa phải làm thế chứ? Chắc hắn ta cũng biết. Lão già mặc sườn xám nam sau lưng Vũ Văn Bân có thực lực không tầm thường. Tám nhà quyền thế ở Yến Đô không thể đối phó được cao thủ như thế. Chẳng lẽ hắn ta không sợ nhà họ Tống cũng bị liên lụy ư? Không sao đâu, Dương Thanh lạnh nhạt nói. Tống Hoa Nghĩa thở dài, nói với vẻ uể oải, đây là nơi được ưa chuộng nhất lắp hoàng kim, được gọi là tháp tử vong. Ở đây, ngày nào cũng tổ chức mấy trận đấu. Mọi tuyển thủ lên sàn đấu đều phải ký thỏa thuận tử vong. Những cao thủ có thể kiên trì tới phút cuối sẽ nhận được số tiền thưởng khổng lồ. Tiền thưởng mỗi ngày cũng khác nhau, dựa trên lợi nhuận hàng ngày của tháp tử vong. Vì chỉ người chiến thắng cuối cùng mới được nhận thưởng, nên tiền thưởng cũng vô cùng hậu hĩnh, thông thường, người chiến thắng sau cùng mỗi ngày có thể nhận hơn chục triệu. Trừ thi đấu theo ngày ra, còn có thi đấu theo tuần, theo tháng và theo năm. Hơn nữa giải đấu càng kéo dài, số tiền thưởng mà quán quân nhận được cũng càng hậu hĩnh. Nghe nói quán quân hàng năm có thể nhận được tận mấy trăm triệu tiền thưởng. Nghe Tống Hoa Nghĩa nói vậy, rốt cuộc Dương Thanh cũng hiểu tại sao anh lại cảm nhận được nhiều cao thủ như thế. Trước số tiền thưởng lớn như thế, ngay cả cao thủ mạnh mẽ nhất cũng sẽ bị thu hút tới đây. Hôm nay chính là giải đấu quán quân hàng năm của Club Hoàng Kim,
rất nhiều tập đoàn lớn trên thế giới sẽ tới đây quan sát. Những cao thủ sống sót trên sàn đấu tối nay sẽ nhận được lời mời từ các tập đoàn này. Tống Hoa Nghĩa nói tiếp, thế nên tối nay, ở đây sẽ có rất nhiều cao thủ thực sự. Dương Thanh chăm chú nhìn Tống Hoa Nghĩa, chợt hỏi, anh dẫn tôi tới nơi này, chắc không chỉ để xem trận đấu đúng không? Tống Hoa Nghĩa không ngờ Dương Thanh lại đột ngột hỏi thế. Sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, hắn ta dứt khoát gật đầu luôn, tôi cần cậu giúp. Dương Thanh cười lạnh, chắc chuyện mà anh nhờ tôi giúp không đơn giản đâu nhỉ. Tống Hoa Nghĩa có vẻ hơi xấu hổ, im lặng một lát rồi mới cắn răng, tôi xin cam đoan, chỉ cần cậu Thanh giúp tôi giành được quán quân tối nay, cậu muốn gì cũng được. Anh coi trọng tôi thật đấy, Dương Thanh cười mỉa mai. Thấy dáng vẻ mỉa mai của Dương Thanh, Tống Hoa Nghĩa vô cùng xấu hổ. Cậu Thanh, cậu đồng ý với tôi rồi à, Tống Hoa Nghĩa mong chờ hỏi. Lúc này, giọng điệu của Tống Hoa Nghĩa đã cung kính hơn rất nhiều, đây cũng chính là thái độ của hắn ta. Dương Thanh cười lạnh, chế giễu, tôi còn chưa tính sổ với anh việc anh tính kế tôi đâu, anh còn muốn tôi giúp anh à. Tống Hoa Nghĩa lập tức cuống lên, vội nói, cậu Thanh, tôi thật sự không cố ý tính kế cậu, cậu vốn đang tìm Vũ Văn Bân mà, tính ra tôi cũng đã giúp cậu tìm được cậu ta đúng không? Tôi bảo anh giúp tôi à, Dương Thanh lạnh nhạt hỏi. Tống Hoa Nghĩa lập tức cứng họng, không biết nên nói gì nữa. Nếu Tống Hoa Nghĩa nói cho Dương Thanh biết hôm nay Vũ Văn Bân sẽ xuất hiện ở Club Hoàng Kim trước khi đến đây, Dương Thanh sẵn sàng giúp hắn ta việc này. Nhưng vì thứ tự sai nên ý nghĩa cũng khác nốt, Dương Thanh rất không vui. Cậu Thanh, là do tôi hấp tấp rồi, rất xin lỗi, sau khi im lặng một lúc lâu, Tống Hoa Nghĩa nói với vẻ áy náy. Dương Thanh không nói gì, bước vào trong sảnh. Tống Hoa Nghĩa không dám thuyết phục nữa, chỉ đi theo anh. Vừa tiến vào sảnh đấu, cảnh tượng trước mắt đã khiến Dương Thanh chấn động. Sảnh đấu lớn như một sân bóng cỡ nhỏ, xung quanh là các hàng ghế hình tròn, ở chính giữa sảnh là sàn đấu đang bị một cái lồng sắt úp lên. Lúc này, trên sàn đấu, hai người đàn ông vạm vỡ cởi trần đang điên cuồng chiến đấu. Uinh uinh uinh. Có lẽ do hiệu ứng sân khấu, tiếng đấm nhau trên sàn đấu liên tiếp vang lên, khiến người xem vô cùng phấn khích. Đây đúng là một bữa tiệc đã tai đã mắt, người xem xung quanh hò hét không ngừng. Không hổ là giải đấu quán quân hàng năm, hai người trên sàn đấu đều có thực lực rất mạnh, cho dù so với quân đội ở biên giới phía Bắc thì cũng là cao thủ có thể thống lĩnh một tiểu đội. Những người lên sàn đấu đều phải ký giấy sinh tử, trừ khi nhận thua, bằng không bị đánh chết cũng đáng đời. Tống Hoa Nghĩa chăm chú nhìn lên sàn đấu, lại nói với Dương Thanh. Vì hôm nay là giải đấu quán quân hàng năm, nên trừ các cao thủ đến từ khắp nơi trên thế giới ra, còn có rất nhiều thế lực hùng mạnh. Do đó, tuyển thủ tham gia trận đấu đều muốn thể hiện bản thân để thu hút sự chú ý của các thế lực này. Tương tự, các thế lực hàng đầu cũng muốn chọn ra một số cao thủ mạnh nhất để làm việc cho mình. Đến phút chót, thậm chí giải đấu này sẽ biến thành trận chiến giữa các thế lực đỉnh cao, đôi khi hai thế lực còn sống mái với nhau vì một tay đấm. Trong lúc Tống Hoa Nghĩa giải thích cho Dương Thanh, thắng thua trên sàn đấu đã rõ ràng. Người thua trở thành cái xác. Bầu không khí lập tức sôi lên, ai cũng reo hò, vào giờ phút này, những người ăn mặc đẹp đẽ gọn gàng kia cứ như phát rồ, rú lên ầm ĩ. Tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, Dương Thanh bỗng bi ai cho những cao thủ trên sàn đấu kia. Tuy họ có thực lực siêu phàm nhưng giờ cũng chỉ là đồ chơi trong mắt người khác. Trong số những cao thủ tham gia giải đấu quán quân hàng năm, gần một nửa sẽ chết trên sàn đấu này. Tống Hoa Nghĩa nói tiếp, hình như trong giọng nói hắn ta còn có mấy phần bi ai cho những cao thủ dự thi kia. Dương Thanh nhìn sang Tống Hoa Nghĩa, thấy ánh mắt hắn ta trong veo, không giống người giả vờ lương thiện. Tại sao anh lại muốn giành quán quân tối nay? Dương Thanh chợt hỏi. Tống Hoa Nghĩa mỉm cười cay đắng, cậu cũng từng là người của gia tộc Vũ Văn. Chắc chắn cũng biết trong 8 nhà quyền thế ở Yến Đô vẫn tồn tại sự bất công. Trước kia, bố tôi là người thừa kế nhà họ Tống, nếu ông ấy không chết vì gia tộc, chắc giờ đã là chủ gia tộc rồi. Từ khi ông ấy chết, địa vị của tôi ở nhà họ Tống cũng ngày càng suy giảm, nhưng điều nực cười nhất chính là trong số những người cùng thế hệ, tôi đã cống hiến cho gia tộc nhiều nhất. Dương Thanh im lặng lắng nghe, không ngắt lời, cũng hơi đồng cảm.
Đằng sau giải đấu quán quân tối nay còn có một vụ cá cược. Hàng năm, ba phe phái lớn nắm giữ hơn nửa sản nghiệp của nhà họ Tống sẽ phân chia lại số tài sản đó qua giải đấu quán quân của Club Hoàng Kim. Các phe phái sẽ mời cao thủ về thi đấu, thứ hạng càng gần với vị trí quán quân thì càng nhận được nhiều tài sản. Nếu lần này tôi thua tiếp, sản nghiệp mà tôi đang phụ trách sẽ thuộc về người khác, có lẽ sau này tôi sẽ không được sống yên ổn ở nhà họ Tống. Tống Hoa Nghĩa nói với vẻ bi thương, trong mắt còn có sự không cam lòng. Tôi đã thua rất nhiều năm rồi, bây giờ tài sản trong tay tôi không là gì so với dòng chính nhà họ Tống. Nên dù tôi muốn mời cao thủ mạnh hơn thì cũng bất lực. Hôm trước tôi tranh giành miếng đất ở ngoại ô phía nam với cậu cũng vì thử thách của gia tộc, kết quả cậu lại đưa ra mức giá vượt xa khả năng chi trả của nhà họ Tống, vì đấu thầu thất bại, một phần quyền lợi của tôi trong gia tộc cũng bị tước đoạt theo. Nghe Tống Hoa Nghĩa nói thế, Dương Thanh bỗng thấy bi ai cho hắn ta, đồng thời cũng hơi kinh ngạc. Nhà họ Tống là gia tộc thần bí nhất trong số 8 nhà quyền thế ở Yến Đô, chưa bao giờ xung đột hay quá thân thiết với gia tộc khác. Dương Thanh không ngờ nội bộ nhà họ Tống lại tranh đấu với nhau khốc liệt như vậy. Xem ra 7 gia tộc khác vẫn có sự chênh lệch không nhỏ với nhà họ Tống. Trong lúc hai người trò chuyện, lại có thêm một cao thủ dự thi chết trên sàn đấu. Anh! Đúng lúc này, một giọng nói vang lên phía sau hai người. Ngay sau đó, một cô gái xinh đẹp có vóc dáng cao gầy bước tới, phía sau cô ta là một người đàn ông vạm vỡ. Nhã à, sao em lại tới đây? Thấy cô gái kia, Tống Hoa Nghĩa kinh ngạc hỏi. Cô gái tên Nhã đó bình tĩnh nói, anh à, anh đừng quên, em cũng là một thành viên của nhà họ Tống. Cô ta nói rồi chỉ vào người đàn ông cường tráng sau lưng mình, đây là cao thủ mà em mời tới thi đấu, từng đạt danh hiệu quý quân trong giải đấu võ thuật, thực lực rất mạnh. Nghe thấy thế, Tống Hoa Nghĩa vui mừng nhìn về phía người đàn ông kia, cho hỏi anh tên gì. Cậu Nghĩa cứ gọi tôi là Ada, người đàn ông đáp. Ada, anh có chắc rằng sẽ giành được quán quân tối nay không? Tống Hoa Nghĩa vội hỏi. Ada kiêu ngạo nói, cậu Nghĩa cứ yên tâm. Nếu tôi đã đến đây, đương nhiên cũng biết rõ những đối thủ trong giải đấu quán quân này mạnh tới mức nào. Tôi không dám cam đoan sẽ giành được thứ hạng đầu, nhưng chắc chắn sẽ vào top 3. Cô gái tên Nhã kia cũng sùng bái nhìn Ada, vui vẻ nói Ada, vậy nhờ anh nhé. Ha ha, hay lắm. Tống Hoa Nghĩa kích động cười lớn. Nếu vào top 3 thật, cho dù hắn ta thua người của hai phe phái khác trong nhà họ Tống thì cũng không đến nỗi nào. Vì trong quá khứ, nhà họ Tống chưa bao giờ vào được top 3. Mấy người coi thường cao thủ dự thi tối nay quá rồi đấy. Đúng lúc này, Dương Thanh chợt nói. Nghe thấy thế, nụ cười trên mặt Tống Hoa Nghĩa đang kích động và Nhã lập tức biến mất tăm, Ada cũng nhìn Dương Thanh với vẻ mất hứng. Anh ta là ai vậy? Tuy Nhã tức giận nhưng vẫn hỏi Tống Hoa Nghĩa trước. Tuy Tống Hoa Nghĩa thấy khó chịu nhưng nghĩ tới thân phận của Dương Thanh. Hắn ta đành phải nén giận. Hoa Nhã, đây là Dương Thanh chủ tịch đoàn Nhãn Thanh. Tống Hoa Nghĩa giới thiệu Dương Thanh với em gái mình trước. Sau đó hắn ta lại cười nói với Dương Thanh, cậu Thanh, đây là Tống Hoa Nhã em gái tôi, cậu gọi Hoa Nhã là được rồi. Hừ, kẻ không biết tự lượng sức không có tư cách gọi em là Hoa Nhã, Tống Hoa Nhã bực bội nói. Cô ta đã tốn rất nhiều công sức mới mời được Ada đến tham gia thi đấu nhưng Dương Thanh lại nói bọn họ quá xem thường những người tham gia thi đấu. Chẳng khác nào nói Ada không đủ tư cách lên sàn đấu. Tống Hoa Nghĩa vội nói, Hoa Nhã, không được vô lễ với cậu Thanh. Tuy Dương Thanh không đồng ý thi đấu giúp nhưng hắn ta cũng không muốn trở mặt với anh. Hắn ta đã cho người điều tra thân phận của Dương Thanh nhưng không ngờ người bạn trong quân đội kia lại nói trong lý lịch của anh chỉ có 3 chữ cái tiếng Anh SSS. Bạn của hắn ta nói kiểu hồ sơ SSS này một là người cực kỳ hung ác, hai là kiểu nhân vật có chiến tích lẫy lừng trong quân đội. Nhưng dù là loại nào cũng không phải người nhà họ Tống có thể đắc tội nổi. Bạn hắn ta còn nói nếu không đến đường cùng thì đừng đắc tội người này. Thế nên hắn ta mới cầu xin Dương Thanh thi đấu giúp. Anh ta chỉ là một kẻ nhà giàu mới nổi, không hiểu võ thuật, có tư cách gì gọi anh xưng em với anh chứ? Tống Hoa Nhã chán ghét nhìn Dương Thanh. Tống Hoa Nghĩa cau mày quát, câm miệng. Em còn dám sỉ nhục cậu Thanh nữa thì cút ngay cho anh.
Xin lỗi cậu Thanh ngay. Tống Hoa Nghĩa rất tức giận cũng rất lo lắng, chỉ sợ em gái mình xúc phạm Dương Thanh. Trong mắt Tống Hoa Nhã ngập tràn vẻ khó tin, dường như không ngờ người anh trai từ trước đến nay luôn yêu thương cô ta lại quát nạt và bắt cô ta xin lỗi người khác. Xin lỗi. Tống Hoa Nhã thấy anh trai tức giận đành phải cũng thỏa hiệp. Cô ta trừng mắt với Dương Thanh như thể Dương Thanh mới là người có lỗi với cô ta. Mặc dù cô ta nói xin lỗi nhưng chẳng có chút thành ý nào, ngược lại càng căm ghét Dương Thanh hơn. Dương Thanh cạn lời, anh chỉ là ăn ngay nói thật, nào ngờ lại trêu chọc đến người phụ nữ này. Những người đang tham gia thi đấu kia miễn cưỡng lắm mới có thể gọi là cao thủ, còn cao thủ thật sự vẫn chưa ra tay. Dương Thanh là tướng quân biên giới phía Bắc, là thần thoại bất bại trong quân đội, đương nhiên có thể phân biệt được kẻ yếu người mạnh. Anh cảm thấy Ada không phải là một cao thủ mạnh, cho dù bây giờ có lên sàn đấu cũng phải miễn cưỡng lắm mới có thể giành chiến thắng. Nhưng muốn giành vị trí top 3 là chuyện không thể. Cậu Nghĩa, tôi thấy cô Hoa Nhã không nói gì sai. Đúng lúc này Ada mở miệng, một người không am hiểu võ thuật thì làm gì có tư cách nhận xét người khác thi đấu trên sàn đấu. Tống Hoa Nghĩa không muốn đắc tội Ada lại càng không muốn đắc tội Dương Thanh. Chỉ có thể cười trừ nói, Ada đừng tức giận, bạn tôi cũng không có ý xấu. Nghe Tống Hoa Nghĩa nói vậy, Ada cũng không tiện khiến Dương Thanh khó xử, chỉ lạnh lùng nhìn anh, đợi lát nữa, tao sẽ cho mày thấy thực lực của tao. Dương Thanh bất đắc dĩ cười, vậy tôi chờ màn thể hiện của anh. Hừ, Tống Hoa Nhã tức giận nói, không biết tự lượng sức mình. Thấy Tống Hoa Nghĩa nhíu mày cô ta vội im bặt. Cậu Thanh! Tính tình của em gái tôi không tốt lắm, mong cậu đừng so đo với con bé. Tống Hoa Nghĩa không yên tâm, vội vàng giải thích với Dương Thanh lần nữa. Dương Thanh khẽ cười, không sao. Tống Hoa Nhã thoạt nhìn khoảng 23, 24 tuổi, phỏng chừng là sinh viên mới ra trường. Cô ta có vóc người cao ráo, khuôn mặt tinh xảo, là một cô nàng xinh đẹp. Đây là kiểu phụ nữ luôn được đàn ông săn đón cưng chiều. Hơn nữa cô ta lại là cô chủ nhà giàu nên rất kiêu ngạo. Dương Thanh đương nhiên sẽ không tức giận với kiểu phụ nữ này. Nào ngờ lời xin lỗi của Tống Hoa Nghĩa lại càng khiến Tống Hoa Nhã ghi hận Dương Thanh hơn. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Dương Thanh đã bị thương tích đầy mình từ lâu rồi. Người của Tống Hoa Đông. Đúng lúc này Tống Hoa Nghĩa bỗng nghiêm nghị nhìn lên sàn đấu. Tống Hoa Nhã nghe vậy cũng rất lo lắng, bèn nói với Ada bên cạnh Ada. Gã đầu chọc vừa bước lên đài kia chính là một trong những đối thủ của anh tối nay. Anh nhìn cho kỹ vào. Được. Ada cũng không dám lơ là, nhìn lên sàn đấu. Trận chiến mới mau chóng bắt đầu. Người của Tống Hoa Đông là một gã đầu chọc, người còn lại là một gã mặt thẹo. Cả hai để trần nửa người trên, cơ thể vạm vỡ đầy sức sống cùng với cơ bắp cuồn cuộn mang lại hiệu quả thị giác rất lớn. Vừa bắt đầu. Gã đầu chọc đã lao nhanh như chớp về phía gã mặt thẹo. Mọi người chỉ thấy trước mắt lóe lên, gã đầu chọc đã vọt tới tung đòn vào gã mặt thẹo. Mặt thẹo nhếch miệng cười lạnh giẫm chân một cái, nắm đấm của gã đầu chọc sượt qua tóc gã mặt thẹo. Cùng lúc đó khuỷu tay của gã mặt thẹo cũng đập về phía gã đầu chọc. Động tác của gã đầu chọc cực kỳ nhanh nhẹn như thể đã đoán trước. Mặt thẹo vừa đánh tới, gã bỗng giẫm mạnh xuống lao người ra. Gã mặt thẹo đánh hụt. Lúc này bầu không khí dưới sàn đấu sôi sùng sục. Thoáng chốc hai người đều tung ra đòn hiểm nhưng không ai đánh chúng. Dù là Dương Thanh cũng phải thừa nhận màn thể hiện của hai người trên sàn đấu cực kỳ chói mắt, động tác nhanh nhẹn như những sát thủ bẩm sinh. Không hổ là võ đài hàng đầu, đúng là ngọa hổ tàng long. Dương Thanh càng thêm tò mò về chủ nhân phía sau của câu lạc bộ Hoàng Kim. Club Hoàng Kim có thể thành lập dưới sự giám sát của 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô còn có thể thu hút các tập đoàn tài chính khắp thế giới đến đây, quả thật không tầm thường. Mạnh quá! Tống Hoa Nhã sững sờ. Tuy cô ta không hiểu võ thuật nhưng biểu hiện của hai người trên sàn đấu khiến cô ta rất kinh hãi. Sắc mặt của Tống Hoa Nghĩa nghiêm trọng hơn hẳn. Màn thể hiện của gã đầu chọc càng hút mắt, hắn ta lại càng rơi vào thế khó. Cậu Nghĩa và cô Nhã Hoa cứ yên tâm. Hai người trên võ đài chỉ có động tác nhanh nhẹn mà thôi, nếu gặp phải người có thực lực thật sự chắc chắn sẽ phải thua. Dường như Ada rất hài lòng với sức mạnh của mình, kiêu ngạo nói. Nghe Ada nói vậy,
sự lo lắng của Tống Hoa Nghĩa và Tống Hoa Nhã mới giảm bớt phần nào. Ada, tôi tin tưởng anh có thể giúp chúng tôi đánh bại cao thủ của phe khác, Tống Hoa Nhã lên tiếng động viên. Dương Thanh thấy buồn cười, bất lực lắc đầu. Ada chỉ thấy được tốc độ cực nhanh của hai người trên võ đài, làm sao biết được thực lực của bọn họ yếu hơn mình chứ? Dựa vào tốc độ của hai người lúc nãy cũng biết bọn họ không chỉ có động tác nhanh nhẹn mà còn có sức mạnh bùng nổ bất ngờ. Nếu không có thực lực mạnh mẽ sao có được năng lực bùng nổ mạnh như vậy? Ada không chỉ nông cạn mà còn tự tin mù quáng. Anh cười gì? Dương Thanh chỉ cười lắc đầu, nào ngờ vẫn bị Tống Hoa Nhã nhìn thấy. Cô ta bực bội hỏi. Lần này sắc mặt Tống Hoa Nghĩa cũng khó coi nên không ngăn cản Tống Hoa Nhã chất vấn Dương Thanh. Ada cũng lạnh lùng nhìn Dương Thanh, nếu mày không nói rõ thì đừng trách tao không khách sáo. Dương Thanh khinh bỉ nhìn Ada, cao thủ thật sự không phải nói bằng miệng, nếu so sánh anh hoàn toàn không cùng đẳng cấp với hai người trên sàn đấu kia. Đối phương đã không khách sáo, Dương Thanh cũng không nương tay với anh ta làm gì. Anh chỉ nói sự thật thôi. Tuy chưa thấy Ada ra tay nhưng Dương Thanh có thể nhìn ra được chênh lệch của anh ta với hai người trên sàn đấu. Nói thẳng ra nếu đổi gã mặt thẹo thành Ada, sợ là anh ta đã bị đánh bay khỏi sàn đấu từ đòn đầu tiên của gã đầu chọc rồi. Lời của Dương Thanh đã chọc giận Ada. Mày muốn chết hả? Ada trợn mắt nhìn Dương Thanh, muốn ra tay với anh. Tuy Tống Hoa Nghĩa hơi khó chịu với Dương Thanh nhưng cũng không dám để Ada làm Dương Thanh bị thương. Hắn ta vẫn chưa tìm hiểu rõ thân phận thực sự của Dương Thanh. Ada, nể mặt tôi, Tống Hoa Nghĩa vội bước lên ngăn Ada lại. Nếu không vì cậu Nghĩa, mày đã chết mấy lần vì lời nói lúc nãy rồi, Ada lạnh lùng nói. Tống Hoa Nhã sẵng giọng nói, tôi rất đồng ý với anh, cao thủ thật sự không nói bằng miệng. Nếu anh đã nói vậy tại sao lại không dám lên thi đấu? Anh trai tôi xem anh như anh em, anh đã không giúp anh ấy còn ngồi đó nói mát nữa à? Anh không biết nếu lần này thất bại, chúng tôi sẽ gặp phải chuyện gì đâu. Nói xong vành mắt Tống Hoa Nhã đỏ hoe, nước mắt không ngừng chảy xuống. Dương Thanh không ngờ mấy câu nói của mình lại khiến Tống Hoa Nhã khóc. Nhìn cô gái nước mắt đầm đìa, Dương Thanh bỗng không đành lòng. Xin lỗi. Dương Thanh chân thành nói lời xin lỗi. Dương Thanh xin lỗi khiến Tống Hoa Nghĩa sững sờ. Tống Hoa Nhã lau nước mắt, lạnh nhạt nhìn Dương Thanh, giận dỗi nói, tôi không chấp nhận. Dương Thanh cảm thấy rất bất lực. Đúng lúc này tình hình trên sàn đấu đã biến đổi. Chỉ thấy hai người vừa nãy vẫn còn đánh thăm dò thì lúc này đã hoàn toàn bộc phát. Gã mặt thẹo vọt thẳng lên, đấm vào ngực gã đầu chọc. Nhưng khi cú đấm của gã mặt thẹo đánh trúng lồng ngực gã đầu chọc thì lồng ngực của gã ta cũng hứng chọn cú đấm của gã đầu chọc. Hai tiếng va chạm nặng nề gần như vang lên cùng một lúc. Tiếp đó hai bóng người vạm vỡ liên tục lui về sau. Gã đầu chọc lùi về sau 3 bước còn gã mặt thẹo lùi về sau 5 bước, hơn nữa còn là chính gã chủ động xông lên đánh trước. Nhìn cảnh tượng này liền biết ai giỏi hơn ai. Rõ ràng gã đầu chọc mạnh hơn một bậc. Tống Hoa Nghĩa rất lo lắng. Nếu gã đầu chọc đánh thắng, đối thủ của hắn ta sẽ lại thắng thêm một trận nữa. Điều này cực kỳ bất lợi với hắn ta. Rốt cuộc trên mặt Ada cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, sức mạnh bộc phát lúc nãy của hai người kia khiến anh ta cảm thấy áp lực nặng nề. Anh ta chắc chắn mình sẽ không tránh được cú đấm kia. Mà gã đầu chọc lại càng mạnh hơn, nếu anh ta đấu với đầu chọc sẽ chỉ có nước thua. Chỉ khiến đối phương lùi thêm 2 bước thôi mà, không đến phút cuối, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu. Tống Hoa Nhã cứng miệng nói, nhưng giọng điệu không hề tự tin lắm. Bụng tôi khó chịu quá, tôi vào nhà vệ sinh một lát. Ada bỗng ôm bụng, bày ra vẻ mặt đau đớn, sau đó không đợi Tống Hoa Nghĩa và Tống Hoa Nhã nói gì đã chạy mất dép. Hai anh em Tống Hoa Nghĩa và Tống Hoa Nhã đều sững sờ. Không ngờ Ada vừa tuyên bố sẽ vào được top 3 lại bỏ đi như đang chạy trốn. Thế này mà là đau bụng à? Rõ ràng anh ta đang sợ hãi trước sức chiến đấu của gã đầu chọc trên sàn đấu. Nhã, đây chính là cao thủ mà em tìm được à? Tống Hoa Nghĩa hỏi với vẻ mặt khó coi. Tống Hoa Nhã xấu hổ nhìn theo Ada, nhỏ giọng nói, biết đâu anh ta đau bụng thật, đang đi tìm nhà vệ sinh thì sao? Tống Hoa Nghĩa buồn bực, nếu anh ta về đây thật,
anh sẵn lòng tin lợn có thể leo cây. Ban đầu, thấy Ada tự tin như thế, Tống Hoa Nghĩa cũng khá hy vọng. Sau khi thấy những gì mà gã đầu chọc thể hiện, Ada còn tỏ vẻ khinh thường. Tống Hoa Nghĩa cũng tin tưởng hẳn lên, nhưng bây giờ Ada đã chạy mất, hắn ta mới biết thế nào là hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Mắt Tống Hoa Nhã đỏ hoe như sắp khóc, cô ta áy náy nói, anh, em cũng không ngờ anh ta lại nhát gan đến thế. Được rồi, đây cũng không phải lỗi của em đừng buồn nữa. Cùng lắm thì chúng ta rời khỏi nhà họ Tống, dựa vào tài năng kinh doanh của chúng ta, đến doanh nghiệp nào mà chẳng được. Tống Hoa Nghĩa ôm em gái vào lòng, dịu dàng an ủi. Trong lúc họ trò chuyện, gã đầu chọc đã chiến thắng, còn gã mặt thẹo thì chết thê thảm trên sàn đấu. Tiếng hoan hô vang lên, cho đến giờ phút này, gã đầu chọc là người có thực lực mạnh nhất trong số các tuyển thủ. Nhưng đến giờ vẫn còn rất nhiều cao thủ chưa lên sàn đấu, rõ ràng họ đang đợi người mạnh hơn lên sàn. Anh hai, thì ra anh cũng tới đây, tôi cứ tưởng anh sẽ bỏ cuộc luôn chứ. Đúng lúc này, một thanh niên khoảng 27, 28 tuổi cười híp mắt bước tới, phía sau còn có một người đàn ông vạm vỡ, chính là gã đầu chọc vừa chiến thắng kia. Quy tắc của giải đấu tối nay rất đơn giản, ai thua sẽ bị đào thải. Còn nếu thắng thì có thể tiếp tục nhận lời khiêu chiến của người khác hoặc nghỉ ngơi. Thực lực của gã mặt thẹo trong trận đấu vừa rồi cũng rất mạnh, rõ ràng gã đầu chọc đã mệt nên chọn nghỉ ngơi. Tống Hoa Đông, cậu đừng hống hách quá. Tống Hoa Nghĩa còn chưa nói gì, Tống Hoa Nhã đã bước lên trước, tức giận nói. Tống Hoa Đông phá lên cười, hống hách hả? Cho dù tôi hống hách thì cũng là vì tôi có thực lực. Phe phái của hai người đã thua nhiều năm liên tiếp rồi, nếu lần này lại thua nữa, nhà họ Tống sẽ không còn chỗ cho hai người nữa đâu. Sắc mặt Tống Hoa Nghĩa vô cùng khó coi, tuy hắn ta rất giỏi kiềm chế nhưng lúc này cũng đã tức giận. Tống Hoa Đông, cậu câm miệng cho tôi. Cho dù tôi bị đuổi khỏi nhà họ Tống, tôi vẫn là anh hai của cậu, chỉ cần tôi gây dựng được sự nghiệp ở bên ngoài thì vẫn có thể quay về nhà họ Tống. Đến khi đó, cho dù phải từ bỏ vị trí người thừa kế, tôi cũng sẽ kéo cậu xuống nước theo. Tống Hoa Nghĩa nói bằng giọng điệu đe dọa. Quả nhiên lời hắn ta nói đã có tác dụng, sắc mặt Tống Hoa Đông vô cùng khó coi. Trong số những cậu ấm của dòng chính nhà họ Tống, có ai đơn giản đâu cơ chứ? Nếu Tống Hoa Nghĩa thực sự định kéo anh ta xuống nước thì vẫn có khả năng. Dù sao trong đám con cháu đời thứ ba của nhà họ Tống, cũng chỉ có ba người đang tranh đấu với nhau. Gần như chắc chắn rằng Tống Hoa Nghĩa sẽ bị đuổi khỏi trung tâm quyền lực rồi, nhưng nếu hắn ta liều mạng kéo Tống Hoa Đông xuống nước theo, vị trí người thừa kế sẽ về tay người còn lại mất. Nếu không có sự ủng hộ từ gia tộc, anh là cái thá gì chứ? Anh cũng xứng kéo tôi xuống nước ư? Tống Hoa Đông suy tư một lúc lâu, bỗng thẹn quá hóa giận, Tống Hoa Nghĩa, nếu anh đã dám đe dọa tôi, hôm nay tôi cũng cảnh cáo anh, một khi tôi giành được vị trí người thừa kế, tôi sẽ khiến anh không thể sống yên ổn ở Yến Đô này. Những lời đe dọa của Tống Hoa Nghĩa đã khiến anh ta sợ hãi, nhưng anh ta chợt nhớ tới việc Tống Hoa Nghĩa không còn được gia tộc che chở nữa, chẳng khác nào người bình thường, không thể gây khó dễ cho anh ta. Tống Hoa Nghĩa lạnh lùng nhìn Tống Hoa Đông, cứ chờ xem sao nhé. Tôi sẽ chống mắt lên xem, Tống Hoa Đông giận dữ nói. Anh ta quay người định rời đi, nhưng vừa quay lại đã đụng trúng Dương Thanh. Tống Hoa Đông lập tức giận dữ, vung tay tát vào mặt Dương Thanh, mẹ nó chứ, dám chắn đường ông đây, tao giết chết mày. Tống Hoa Đông, cậu dám. Tống Hoa Nghĩa lập tức biến sắc, tức giận quát. Tống Hoa Nhã cũng mở to mắt nhìn. Tuy Dương Thanh rất đáng ghét, nhưng so với Tống Hoa Đông, dù gì Dương Thanh cũng là bạn của Tống Hoa Nghĩa. Nhưng Tống Hoa Đông vốn đã bất hòa với Tống Hoa Nghĩa, sao có thể nghe lời hắn ta được? Anh ta vẫn cứ vung tay lên. Tống Hoa Nhã không dám nhìn, nhắm mắt lại. Bốp! Tiếng bạt tai chát chúa vang lên, Dương Thanh vẫn đứng im, còn Tống Hoa Đông đã bị đánh bay ra xa. Gã đầu chọc bên cạnh Tống Hoa Đông vẫn chưa kịp phản ứng. Cũng không ngờ Dương Thanh sẽ ra tay với anh ta. Sau giây phút sững sờ ngắn ngủi, gã đầu chọc tức giận quát, thằng nhãi kia, mày dám động đến cậu Đông à, đúng là chán sống. Gã nói rồi đấm vào mặt Dương Thanh. Gã là người thắng trận đấu trước nên đang được rất nhiều người chú ý. Lúc này, thấy gã đầu chọc định ra tay với Dương Thanh,
rất nhiều người đều nhìn về phía gã, bỏ qua cả trận đánh trên sàn đấu. Bộp, Dương Thanh cũng không ra tay mà hời hợt nắm lấy cổ tay gã đầu chọc. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều sững sờ. Gã đầu chọc cũng đờ đẫn, gã cứ tưởng mình có thể dễ dàng đánh vỡ đầu Dương Thanh, nhưng điều khiến gã khiếp sợ chính là cú đấm hung bạo của mình lại bị Dương Thanh ung dung đỡ lấy. Sao có thể? Mày vội đi đầu thai thế à? Ánh mắt Dương Thanh lạnh tanh, anh nói bằng giọng đằng đằng sát khí. Thằng danh này, mau buông ra. Gã đầu chọc giận dữ nói, việc bị tóm cổ tay trước mặt bao người khiến gã cảm thấy vô cùng mất mặt, lời Dương Thanh nói càng khiến gã tức giận không thôi. Giết nó cho tôi, đánh vỡ đầu nó. Đúng lúc này, Tống Hoa Đông cũng lồm cồm bò dậy, trên mặt hằn rõ dấu tay. Anh ta tức giận quát lên với gã đầu chọc. Đến giờ Tống Hoa Nhã mới cảm thấy sai sai, bèn mở mắt ra, thấy Dương Thanh đang giữ cổ tay gã đầu chọc, không khỏi sững sờ. Tống Hoa Nghĩa cũng vô cùng chấn động, tuy hắn ta biết Dương Thanh có lai lịch không tầm thường, thực lực cũng rất mạnh, nhưng không ngờ anh lại mạnh tới mức đó. Những gì mà gã đầu chọc thể hiện trên sàn đấu hồi nãy đã khiến hắn ta tuyệt vọng, nhưng lúc này Dương Thanh lại dễ dàng tóm được cổ tay gã đầu chọc kia. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 33.